truyền dồn cái điện thoại nha. Vô bà để chia sẻ không được ta. Hello, hello. Hello, hello. Hello cả nhà nha. Phúc biết chưa được, chưa thấy thông báo gì để chia sẻ hết. Ngang mua sĩ là cái gì? Cái nhiều lắm mà đang có được lòng. Nãy em thấy mấy cái gì ta? Cái chip á chị? Cho em lên bán tặng luôn đi. Hello, hello Sương Thu nha. Chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùm chị em Hồng ơi. Nhìn nó nghiêng nghiêng vậy tại sao nhìn nó nghiêng nghiêng vậy? Rồi chia sẻ chứ vậy mình ơi, kiểm tra thì là mình đã chia sẻ chưa nhá. Lên hàng sale thì là sẽ ưu tiên chốt cho những chị nào chia sẻ thôi nha. Cố gắng mỗi chị em mình xem like chia sẻ về lên trang cá nhân luôn dù nguyên nhá, chia sẻ công khai lên trang nha. Cái này còn sót không, bữa lên rồi mà quên này, còn lẻ tẻ đếm cho em bao nhiêu xác chị. Cái này Nguyên còn sót lại máy xét, Nguyên lên nhanh luôn nha, để lên được nhiều mã nha chị em mình ơi. Mỗi chị em mình vô xem like cho xin một nút chia sẻ nhé, về trang cá nhân và lên trên các hội nhóm luôn dùng Nguyên nha. Để kiểu gì mà nó hiện lên logo người chia sẻ để sang những cái mã hàng sale chị em mình ơi. Cái này Nguyên còn sót được vài xét này, được chục xét chị. Cái này là chip su nhưng mà size này size bự. Chip su size bự nhá, size chị em 60 vẫn mang ok. Cái này Nguyên còn sót là máy xét thôi. 13 set thôi. Cái này có đúng 13 set chip. Chip su nhé, nhưng mà được cái này su này su to. Su này chị em mình lấy 60 vẫn mang ok. Nhớ là mỗi chị em mình vô xem like chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nhá. Về trang cá nhân và lên trên các hội nhóm dùng Nguyên. Đây chị em mình tranh thủ nha. Ui bao rẻ. Cái này giá lên luôn chị em mình giá tặng, chia sẻ mạnh tay để view lên dùng Nguyên xíu chị em mình thôi. Nhà view cao lên xíu. Trưa này rất là nhiều mã hàng tặng luôn. Hàng tặng hàng xã. Siêu rẻ. Lên luôn những mã tặng chip luôn dùng Nguyên đi. Cái này đang sale dễ mình là 79k một set. Đang còn sót lại vài set thôi để chia sẻ thêm phát VX quá. Phong bự đấy, phong này phong bự đấy. Phong này chị em đến 60 vẫn mang ok đó. Rồi nha. Lên tặng cho chị em mình cái set này. Lên mã này là mã tặng chip đi. Tặng chip nha. Đi luôn trẻ em mình luôn, đang xe trẻ em mình 79k đúng không? Cái này cũng đem luôn trẻ em mình, mã này là mã tặng 59k đi. 10 con. 59k và 10 con nha trẻ em mình ơi. Tại biển còn sát được vài set thôi. Tặng nó cho nó gọn nhưng mà Nguyên chỉ chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Bằng sướng lắm. Em còn sót vài set thôi, tặng 59. Nha, chốt cho chị nào chia sẻ nhiệt tình. Bộ bé có đấy chị ơi, bộ bé em còn đấy. Tí xíu em lên sau. Tặng chip 59.000 và chốt cho chị nào chia sẻ. Chị em mình chia sẻ mạnh tay lên luôn dù Nguyên nhá.
comment nhiệt tình và chia sẻ bàn tay lên luôn, dùng nguyên chốt cho ai chia sẻ thôi. Chị em mình nghĩ ra phải su nhá, chip su như vậy mà thôi, chip su mà tặng, mà tặng giá chị em mình nó nhỏ nhỏ thôi, thì mình còn mấy cái sót lại tặng 59 luôn dùng nguyên nhé, không có xây nhỏ chị ơi. Thôi tụi cái này không có xây nhỏ, lên mã tặng à, quên lộn, 59 nghìn, sợ chưa, chốt cho ai chia sẻ thôi chị ơi, ai chia sẻ thôi nha, còn ai không chia sẻ bỏ qua. Thu Lan đâu có, Thu Hà đâu có chia sẻ, Võ Lan hỏi chứ đây là chốt đâu, giờ mới lên nè, chị Thu Hà không chia sẻ nhá. Võ Lan ok rồi, tặng chip cho đủ như gì mẹ, đủ như chỉ chốt cho ai chia sẻ thôi, chị nào không chia sẻ bỏ qua nha, chị em mình comment nhiệt tình lên luôn dùng nguyên nha, chia sẻ mạnh tay và comment nhiệt tình lên luôn dùng nguyên nhá, cho chị Thanh Thảo Nguyễn, Thanh Thảo Nguyễn, Xương Thu, 60 vô tư chị ơi, 60 vô tư nhá, cho chị Hà Hương Hoàng Nguyễn, Hà Hương Hoàng Nguyễn, Hà Hương Hoàng Nguyễn, cho chị Hà Nguyễn, Hà Nguyễn, Hà Nguyễn, Lê Phượng gần nhà, chị ơi lên hiện lên logo người chia sẻ dùm em, do chị em mình chia sẻ không công khai nha. Hà Hương Hoàng Nguyễn, Hà Nguyễn, Hà Hương Hoàng Nguyễn có chưa, ai chia sẻ thôi nha, còn ai không chia sẻ bỏ qua mã này, giá này chuẩn giá tặng, giờ chị Thu Hà mới hiện lên logo, chị em mình kiểm tra và chắc chắn là mình đã chia sẻ công khai rồi, còn chị em mình chia sẻ ở chế độ một mình xem, chế độ bạn bè xem nó sẽ không hiện lên logo người chia sẻ nhé. Lê Phượng gần nhà có chưa, Lê Phượng gần nhà có rồi đúng không, chị Trần Diễm ok, chị Trần Diễm nhớ là khách mới chịu khó lên hẳn thông tin trên live, chị em mình tính ra đi, nguyên toàn cái rẻ mình giá này cho chị bé oanh một xét nữa còn không, bé oanh một xét nữa rồi ok nhá, cho chị bé oanh không, mỗi chị chục thôi nhá, bán tặng mỗi chị chục thôi, cho chị Thanh Yên chục nữa, Thanh Yên chục nữa rồi hết nhá, mỗi chị chục thôi, giá này giá bán tặng thôi mà, nên là lên cho chị nào chia sẻ chốt đi gái chip. Thu Hà có rồi chị ơi, em đọc tên là có rồi nhá, chị em mình để ý thấy rồi chưa, chị em mình để ý nguyên đọc tên là có hàng, và tránh chị Nguyệt Ánh Nguyệt, tránh trường hợp chốt quá nhiều xong đến lúc chốt đơn xả ra, ngày hôm nay có một vị khách như thế, một đơn 26 món, mỗi thứ chốt 3 món, đến lúc lập đơn chốt lại một cái, chốt lại một cái đấy, chị em mình những vị khách như thế rất là mệt, chị em mình hạn chế nhá, cái nào chị em mình cảm thấy ok chị em mình chốt, không chốt nhiều, đến một cái list 20 mấy món hàng xong lặp lại em không chốt nữa nha, lưu ý luôn dùng nguyên, mua hàng ở nơi đụng nhà nguyên với người ta là người ta post lên rồi, người ta chửi rồi đấy, nói trước khỏi mắc lòng nhau nhá, tặng rồi ok, tiếp cho em lên cái này là bán tặng luôn, cái này ai nhanh có này, đúng một xác thôi, con này siêu đẹp, người nhỏ con thôi, nhỏ con 59 em hết rồi, con á chị ơi, con đấy, ui rồi ai nhỏ con 50 đổ về là chị em mình chốt ok, 50 đổ về chị em mình chốt ok cái set này nhá, hàng này trong trong cái cọc hàng thiết kế chị em mình set này sướng lắm này, chị em mình nhìn tát này người ta bán cho em mình rất là cao luôn, size S thôi, size dưới 50 chị em mình chốt đẹp nhá, chị em mình nhìn đường bo này có rồi, chị Hà Hương Hoàng Nguyễn có rồi chị ơi, tặng nốt cái bộ này giá 79 nghìn luôn, ai nhanh tay có tặng 79 nha, tặng 79 ai nhanh tay có nhá, hàng găng xịn như vậy em mình ơi, để chị em mình những bo này sẽ thôi, lên mã găng xịn tặng 79, găng xịn tặng 79, găng xịn tặng 79 nhá, có một cái thôi, lấy mã này lên mã găng xịn luôn dùng, nhưng mà sẽ ép thôi nhá, găng xịn 79 cam, chị nào lấy mã găng xịn bỏ lên hàng lẻ lẻ này lên bán tặng hết đi chị, chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng nguyên nhá, comment lên luôn những mã này, mã tặng găng xịn, tặng găng xịn giá 79k luôn, nhưng mà sẽ ép thôi, hết rồi chị Nana ơi, hết rồi nha, Nguyên nói trước nha, chị em mình cứ chút chuẩn nha, và đọc tên hết nhiều chị bao bao ơi, chút đơn người có thấy đọc tên đâu, đến lúc mà xả ra mà chút cả một lần rồi nha, tên mã tặng găng xịn Nguyên đây luôn, chị em mình là giá 79 nghìn, con chị ơi cái này cho bé nè, chị ơi đến lúc chút đơn á chị báo, chị hỏi giùm em, bây giờ ở trên live không biết đâu, chịu luôn, tặng bé size 10kg này, tặng 39 nghìn, tặng 39 bộ này xinh lắm chị em mình nè, tặng 39 nhá, cái gì bóc trúng cái gì em sale đấy, mà trưa này rất là nhiều hàng sale, rất là nhiều hàng sale, tặng 39 nhá, Nguyên đi nhanh nha chị em mình nè, size 16kg, cái bộ này đang đi bao nhiêu tiền ta, còn đang đi 79k, đúng, lên luôn chung mã này, mã tặng 69k hàng kit moon, lên mã bi bé 69k hàng kit moon nhá, bộ này size 10 chị em mình tranh thủ mà phát, bộ này chắc sướng lắm luôn chị em mình nè, 39 nghìn, chị Hào không chia sẻ nha, em nói trước chị em mình chốt chuẩn, không chốt đi rồi lọc lại em không bán nữa nha, em nói trước chị Hợp Nguyễn không chia sẻ, em xả ra rồi 20 mấy món hàng xả ra rồi,
Đấy, chốt lên luôn những mã này, mã tặng bi cho bé. Size này dành cho bé nhà mình 15-16kg. Cặp nhà nguyên thôi. Có. Người ta post lên làm chuyện bình thường, mua hàng kiểu đấy. Bé cho chị Diệu Hồ. Rồi bé xanh đi, trẻ mình 69.000 hàng kit moon nhé. 39 Diệu Hồ. Lên mã 69 ca bé, cái này còn 61 cái size 8. Size 89 tặng nót luôn 19.000. Nha, bi bé chị Thanh Lăng Phạm không chia sẻ. Những cái gì sale đầu like chị em mình để chị chốt cho ai chia sẻ. 39 hết chị Xuân thôi. Nha, 39 hết rồi. Lên mã tặng 19k. Con này đang sale 49k là không bao giờ nó đi hoàn hàng dại cho chị em nó. Tặng 19k. Nha, lên mã bé 19k luôn dùng nguyên nhá. Ai lấy cái này lên mã tặng bé 19k. Bỏ lên cái hàng lẻ tẻ lên cho em chị. Thế bỏ cái kia qua cho chị hợp. Bỏ kia cho chị hợp. Lên rõ cho em nhé, không bị nhầm như vậy. Cái này còn sáu một cái. Cái này thun vừa nhé. 19 cho chị Quỳnh Như. 19 cho chị Quỳnh Như. Quỳnh Như. Tặng nót luôn cái này luôn, 19.000 luôn, tặng mèo. Con này đang sale hàng hàng nguyên sale 30 mấy nghìn, 35 nghìn. Tặng 19k luôn. Không nhé chị Nana, không có đâu chị ơi, không có, không có chứ. Lên mã nè, chốt mã tặng mèo 19k. Chốt cho ai chia sẻ thôi nha. Cứ chị nào không có logo người chia sẻ Nguyên sẽ bỏ qua những cái mã này. Nha, lưu ý luôn dùng Nguyên. Bao giờ hàng đầu like của nhà Nguyên cũng chốt lên cho những chị nào chia sẻ thôi. Tặng mèo. Tặng mèo 19 cho Huỳnh Thị Thúy Vy. Huỳnh Thị Thúy Vy bỏ lên xem đi. Huỳnh Thị Thúy Vy. Huỳnh Thị Thúy Vy. Con này xây mờ của Nam. Xây mờ của Nam. Size này 57 đổ về là trẻ mình chút đẹp. 57 đến 60 hàng phối nhá, hàng này 269.000. Quên đi luôn trẻ mình, con này tặng 59. Tặng 59 nhé. Con này hàng nam nhé. Hàng sale đầu like. Chốt lên cho ai chia sẻ thôi. Ai không chia sẻ Quên bỏ qua nhé. Không chị ơi. Không, em không nhận đơn khách tới lấy đâu. Không nhận đơn khách tới lựa nhé chị ơi. Đợt chịu khó đợt này dịch giả. Nên là thôi, an toàn là trên hết chị em mà nói. Bán không bao nhiêu mà cuối cùng nó xong mất công, lỡ xui xui là nó bị dính phát, cái là nghỉ luôn tới Tết luôn. Nghỉ tới Tết luôn, nghỉ tới sớm luôn. Thôi nè, thôi, hạn chế tới nhà giùm em nhé. Được chưa? Hạn chế tới nhà luôn giùm em. Ưa cái gì thì đặt trên like rồi ship tới nhé. Rồi nha, lên luôn dùng mã này tặng nam. Con này hàng 200 mấy nghìn. Chốt mã tặng phối nhé, 59 nghìn. Chị nào lấy tặng phối 59, con này tặng luôn. Con này tặng luôn. Này, ai đang có đơn chốt. Ai đang có đơn chốt. Lên mã tặng nhé, con này hàng xúc ấy, con này chắc vừa phải thôi chị em, 52 đổ về, lên mã không đồng. Comment mã không đồng luôn dùng Nguyên nhé. Tặng cho ai chia sẻ thôi. Con này đây luôn trẻ mình, ui cái này. Hàng bolo con này siêu đẹp luôn. Con này siêu đẹp luôn nhé. Được chưa? Size 55 đổ về. Áo bolo giống trẻ mình mua áo trung cấp 6 bình thường ấy. Lên trẻ mình con này 50k luôn. Size 55 đổ về nhé. 55 đổ về, ai đang có đơn đã chốt cái gì ạ? Ai đang có đơn, những cái mã không đồng gì là chốt cho ai chia sẻ. Nhưng mà ai đang có đơn mới chốt, còn ai không có đơn bỏ qua nhé. Ai không có đơn bỏ qua nha. Không đồng cho Thu Hà. Thu Hà lên sau một đổi á chị. Cái bị ảnh comment này. Người ta comment cả đóng ở đằng trên kìa. Rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên con này. Không, chị nào á, chị Diệu Hồ ấy, người tình trăm năm. Diệu Hồ ở trên nữa kìa. Đúng rồi. Rồi nha, Diệu Hồ. Lên luôn dùng nguyên con này. Hàng này đang đi chị em mình là 105.000. 105.000. Nha, lên cho mã khoác nhung, mã khoác nhung. Đây luôn chị em mình là tặng 89.000. Ai nhanh có nhé. Sĩ nhà Nguyên đang không có giá này chị em mình. Lên mã khoác nhung size 60 đổ về là chị em mình cho ok. Hàng này đi chị em mình 89.000. Hàng này là các shop lớn người ta đang bán 180.000. 150 đến 180 này còn sót một con. Nguyên đi luôn cho chị em mình mà cái này với giá là 89.000. Thế thì chị cứ chốt trên like đi, chứ còn không vô nhà lựa nhá. Em đợt này em hạn chế khách tới nhà lựa nhá chị em nhá. Không vô nhà. Đấy. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái mã này. Chốt lên luôn dùng mã này là mã tặng khoác nhung nhá. Con này nhung size 60 đổ về cho em chốt đẹp. 89.000. 89.000 nhá. Nhung cho chị Mai Xuân. Nhung cho Mai Xuân 89. Nhung Mai Xuân 89. Rồi nha, lên mã này mã tặng long. Tặng long nhá. Con này xịn lắm luôn. Xịn lắm luôn. Size 55 đổ về. Con này size 55 đổ về thôi chị em mình nha. Tặng nó. Cái này đang đi 125.000 này. Nguyên sale luôn chị em mình con này luôn. Comment mã 105. Chốt mã 105, em không có chân váy chị ơi. Con này lên mã xịn luôn dùng Nguyên. Đẹp lắm luôn. Toàn bộ ở trong là lót lông nhé. Toàn bộ lót lông này. Size chị em mình coi kiểm tra lại nãy nó sao gì đó.
57, 55, 57 đổ về chị em chút đẹp. 55, 57 đổ về chị em chút đẹp. Tặng Long nhé. Comment lên mã tặng Long 105. Nhung hết rồi chị Hà Hương, Hoàng Nguyễn không? Cái người ta đang like mà cứ gọi khan trời. Lên mã 105. À, Lê Mai Hương thấy mà 105 cho chị Lê Mai Hương này. Giờ mới lên, giờ mới lên comment. 129.000. Không báo like à? Chả biết mạng mấy ngày đi mạng biết kiểu gì á. Em chả hiểu luôn. Rồi nhá, cái này còn sót một cái. Tới 55 đổ về. Cái này như là đi 2-3 dạo rồi đây. Đi 2-3 dạo. Thế Nguyên chia sẻ lên trang cá nhân ấy, chị em mình thấy có thông báo không? View chán trường này. Mấy ngày rồi. Tặng nó luôn con này luôn, 59.000, ai nhanh tay có. Này chị em mình nhìn, hàng 89 nguyên sale đó. Bình thường chị em mình đi ra mua, nếu mua cho con trai lớn tầm 150, 160. Mới có con nè. Nãy mới vừa nói xong bao nhiêu tiền. Tặng 59.000 luôn. Nha, lên mã tặng khoác 59. Size 55, toàn bộ là theo, con này đẹp. Riêng cái bộ khóa mà bộ khóa chống trượt nè. Không, trong máy em đang mang. Riêng cái bộ khóa chống trượt này đã đắt tiền rồi. Nha, có thông báo rồi. Mà sao lại trắng trường như thế này. Rồi nha, lên luôn những mã khoác 59.000. Khoác 59 nhá, xả hết những cái mã lẻ tẻ này. Mã lẻ tẻ này. Con này lên chung mã này là mã công sở size 52. Công sở size 52, cái này là ống của nó là ống bo nha chị em mình. Ống bo nhá. Con này tặng luôn 49.000, được không? 49.000. Khi mà Nguyên đã sale là bắt chấp giá nhá. Chị em mình kèm luôn dùng Nguyên cái giá tiền qua dùng Nguyên nhá. Kèm luôn cả giá tiền luôn dùng Nguyên. Tặng nốt con này luôn. Thể thao NI để chị Ngọc Lan đã chia sẻ đâu chị. Ai chị coi đã có hiện logo người chia sẻ đâu. Cái gì khoác cái gì lệ xung trần. Còn bộ thể thao NI để chị 15. Bộ thể thao NI là thể nào trời. Không. Chụp cho em đi, chụp cho em đi. Con này mới vừa nói xong bao nhiêu tiền. 49.000 công sở. 49.000 công sở. Cái này lên luôn dưỡng mã này tặng. Cái mã này nó hơi bị nhem phía đằng sau nhé chị em mình. Để ý luôn dùng Nguyên nhé. Tới 55 đổ về. Tặng xuông cái này chị em về giặt dùng Nguyên này. Về giặt dùng Nguyên nhé. Lên mã tặng xuông. Có bữa không thấy thông báo luôn. Alo. Tên gì anh? Địa chỉ ở đâu anh? Từ Huyền nghe máy dùng Nguyên cái gì? Thanh Thúy Nguyễn này. Đang like mà gọi tới rồi luôn biết. Rồi nhá, lên luôn dùng mã này, mã tặng. Cái này bị dơ xíu, có đồ nam chưa? Xoay 55 đổ về vậy em chút đẹp. Lên luôn dùng mã tặng xung, tặng 39.000. Hàng này là chị em mình đang mua ở ngoài là 125.000. Cái này chấm xíu vậy em về giặt là ok. Nha, chốt lên luôn dùng này. Cái màu đen không phải là sung đâu chị ơi. Màu đen của nó là quần ống bo. Cái này lấy mà sung nhé. Cái này mới là sung này. Sung này bị dơ xíu hôm sau xay 55kg đổ về chị em một chút đẹp. Tặng 39.000 nốt luôn. Nha, chốt mã tặng 39. Chị nào lấy mã tặng 39 lên tặng 39 luôn dùng Nguyên nhé. Sung đen không có. Sung là sung một kem. Màu đen của nó là ống bo nhé. Màu đen của nó là ống bo. Rồi nha, lên luôn dùng Nguyên cái này xay S. Xay S, xay S, xay 50 đổ về. Lên mã 59k. 59k nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. 59k. 59k luôn dùng Nguyên, size S, size 50 đổ về. Rồi con này, ủa, những con công sở này chị em mình không phát tiếc lắm. Thật sự rất là tiếc luôn. Nha, công sở này. Lên mã công. Hỏi thử không có. Một phần cũng phí xíu quay đầu chứ đang không. Có phí xíu hoàn về mà sao thế. Bùi Hà 39 cho chị Bùi Hà. 39 cho Bùi Hà. Thôi cứ tính bao nhiêu thao tác một phần mình duyệt đi. Cứ thao tác một phần cho em đi. Ấy 59 cho mình Diễu. Rồi nhá, cái này lên luôn dưỡng mã tặng công sở. Công sở size 52. 49.000 luôn. Công sở đen cho chị Lê Thùy. Công sở đen. Đen bo chị, đen bo chị Lê Thùy. Lên mã kem 49.000 luôn. Ngay con này đẹp lắm. 49.000 nhá. Nguyên nói là lên này, chưa nay lên chị em mình siêu rẻ nên là chị em mình tranh thủ. Cái này có mấy con, tặng nốt luôn. Hàng này còn lẻ tẻ. Tặng gọn luôn nha. Tặng cái chị em mình gọn luôn cái mã này. Lên mã sơ mi lụa. Comment mã sơ mi lụa nhé. Trong hàng lẻ đấy. Trong hàng lẻ chứ giờ tìm đâu có ra đâu.
trong hàng lẻ thôi chứ giờ tìm không ra những cái mã này. Sơ mi lụa này mình đang sale bao nhiêu tiền? 59.000 là Nguyên bán lỗ. 59.000 là con này Nguyên đang bán lỗ này. Thì là Nguyên nói rồi, trong này hàng lẻ mà, làm sao mà đến lúc chốt đơn rồi đi tìm, đi lục hàng lẻ để bóc cho mình được. Khi nào có báo sao, chứ còn mình đặt trên like đi. Chị em mình có gì đặt trên like dùm Nguyên nhé. Cái trong hàng lẻ này, lẻ hàng xã này bây giờ làm sao mà để đi tìm ra để bóc cho chị em mình được. Trúng cái nào ấy cái đó thôi. Hello chị Phạm Thùy Trinh nhé. Cái này size dành cho chị em mình 52 đổ về chị em mình chốt đẹp, tặng mỗi chuyện cái luôn. Tặng chị cái luôn nhé, hàng này hàng sale 59 thì là Nguyên bị lố rồi. Bán bị hớ giá rồi. Đây còn sót cái này size M rồi. 52 đổ về tặng cái, nên là chị em mình không chọn màu, size M luôn. Con này đẹp lắm. Con này đẹp lắm. Lụa xịn nhá. Em muốn chín hết chị Vi Lê, cái này chốt cho ai chia sẻ thôi. Cái này hai con size L 52 đổ về. Tặng nó con này luôn. 39.000 luôn, ai nhanh có. Trời ơi. Sỉ nha, Nguyên không bao giờ có giá này nha. 59.000 là sỉ lẻ ngang nhau rồi, tại vì Nguyên bị bán lỗ. 59.000 là Nguyên bị bán lỗ. Đây sót được mấy con. Tặng 39.000. Cho nó sót nhé. Chia sẻ lên luôn dùm Nguyên. Trong bão này đang thấy lằn nhằn người ta. Chút xong thì mà thấy lằn nhằn ghê. Điện không nghe máy nó bắt máy nghe máy đi chứ bắt tin. Sợ. Không nghe máy. Sợ. Tặng 39.000 cho chị Minh Hiếu cá này. Minh Hiếu cá này. Không chọn đâu chị Hà Phạm á. Không chọn màu nhé. Rồi cái này size 50 đổ về thôi. Mới nói 39.000 đâu ra, chị em mình thử nhận con áo 39.000 của nhà Nguyên về đi. Nó size L rồi ok rồi. Rồi nha, chốt lên luôn dùng Nguyên cái này. Cái này là toàn bộ là size M, size 50 đổ về. Con này mà chị em mình không phát hơi bị tiếc. Ai nhận được con này rồi. Không phát hơi bị tiếc, còn size M thôi. Tặng 39, view không lên nổi, trắng, trắng trường chưa? Trắng trường kìa, xả hết ấy. View trắng lắm luôn. Nha, rồi lên luôn dùng Nguyên cái này size M, toàn bộ là size M, size 50 đổ về chị em chốt đẹp. Nhá, chốt lên luôn dùng mã này là mã M. Comment lên M luôn dùng Nguyên nhá. M M M, size 50 đổ về chị em mình chốt đẹp nhá. M Nguyên đi luôn chị em mình luôn. 39. Trời bộ đi làm gì còn? Hồng thắm. M chị ơi, lên rõ size cho em đi chị ơi. Hồng thắm có lên size gì đâu mà chị chốt. Còn toàn bộ là size M nhá, tặng 39.000 ở đâu ra được. Giá này chuẩn hàng tặng rồi. Chụp cái bộ này làm gì còn trời. Tặng M luôn. Chị em mình xem like tương tác liên tục lên luôn dùng Nguyên nhá. Chấm tin liên tục lên luôn dùng Nguyên cho. Nó đẩy view lên xíu vậy mà nói. Má hôm nay like buồn quá. Like buồn quá, cái này tặng luôn. Cái này đang có một cọc. Tặng nốt luôn cho chị em mình mã này luôn. Nàng còn đang lẻ tẻ nè. Đang còn lẻ tẻ nè. Ui con áo CM 39K mà không chốt ấy. Ui phí. Nguyên bán 59.000 là Nguyên bán lỗ. Không, chị Vi Lê đã chia sẻ ra mà chốt. Cái này đã chia sẻ ra mà chốt. Hàng này em bán tặng mà. Rồi nha, tiếp luôn dùng Nguyên cái này. Cái này đang có lẻ tẻ mấy con này, tặng nó luôn chị em mình luôn. Toàn bộ này, có trong tàu này, Boris này. Chốt cho ai chia sẻ thôi nha. Còn chị nào mà phát hết cả này mà không chia sẻ cũng không chốt. Nè, tin chưa? Tặng con này 39k đi. Giá này chuẩn giá tặng nha, xây 55 đổ về chị em một chút đẹp. Nha, lên chung mã này mã theo. 55 đổ về. Boris nha, đính đá nè, 39.000. Giá này chỉ có xả đầu lai thôi. Nha, 39.000. Lên luôn dùng Nguyên cái này luôn. 39.000 cô gái con này chắc có tông tàu. Sỉ dòng Nguyên không có giá này. Tây 55 đổ về, có tông tàu này. Trừ mà tìm ra bộ. Bộ thì làm gì có được. Theo cho chị ngăn nho khương. Theo ngăn nho khương. Cô gái con này cũng bo rip luôn, 55 đổ về. Cô gái cho chị Quỳnh Như 55 đổ về nhé. Lên luôn những mã này, mã tặng 39.000 đỏ. Giá này chuẩn giá tặng rồi, nên là ai chia sẻ chốt nhé. Ai không chia sẻ bỏ qua. Cô gái hả? Quỳnh Như Phật Má, ghi Quỳnh Như đi. Phật Má thích gì đấy. Rồi nha, lên luôn dụng nguyên mã gu xì đỏ. Gu xì đỏ hết rồi chị Hiếu Dương ơi. Không có luôn cái bộ bữa nay cho chị Bùi Hà bo rip kìa chị. Bùi Hà bo rip đỏ kìa. Ôi dồi ôi, này có tông tàu nha, lên mã gái đỏ luôn dùng nguyên. Có nhưng mà em làm biếng quá, mấy bữa nay like trắng quá, view ít quá. Cô gái đỏ luôn, 129k vậy. Ủa đằng sau một trăm, lên mã cô gái đỏ. Cô gái đỏ nhé, cô gái đỏ 39k luôn. Xã này là xã bắt chấp đấy chị em mình ơi.
Cô gái đen hết rồi chị Sương, thôi lên cô gái đỏ. Đỏ thôi. Cô gái đỏ hết rồi. Lên mã B. Con này bo rít nè, cô gái đỏ cho chị Quỳnh Như. Ở Quỳnh Như. Quỳnh Như. Rồi nha. Chị ghi chữ Quỳnh Như B thôi, chữ B nữa thôi là được. Nha, rồi lên luôn chung mã này là mã V đỏ, bo rít 55 đổ về chị em mình chúc đẹp. V đỏ đi chị em mình 39.000. V đỏ mà đi 39.000 nhá. Bo rít đấy chị em mình này. Bo rít đấy mà tặng 39.000, con này cũng bo rít luôn. B cho chị Hiếu Dương. B Hiếu Dương. Rồi nhá, lên mã NY đỏ 39.000 luôn. NY đỏ 39k luôn nhé. Chị nào lấy NY lên NY luôn, dùng này còn lẻ tẻ thôi. Bo rít đỏ em hết rồi. Ôi cha cha. Con này dòng kiểu nè. Hai dây à? Con này dây nhá. Mã này là mã hai dây nhá. Lên mã dây tặng 29.000 luôn. Tin chưa? Hai dây nhưng mà chắc của nó là bo rít nhé chị em mình ơi. Về NY đi, chút mã NY đỏ dùng nguyên nhé. Con này là hai dây, tặng 29k nhưng mà bo rít luôn, 55 đổ về. V đỏ hết rồi nhé. V đỏ cũng hết rồi, con này bán 39.000 phí quá. 39.000 phí quá. Này ơi. Cái này tay của nó là tay dơ dơ nhé. Dây đó. Này chị em mình nhìn này. Tay của nó là tay hơi dơ dơ. Nhá, lên chung mã kiểu trắng. Kiểu trắng đi chị em mình 39.000 luôn. Chốt mã tặng kiểu trắng 39, trắng này giá tặng giá xe hết này chị em mình tranh thủ. Kiểu trắng, kiểu trắng nhá. Rồi nhá, lên mã lỗ, lỗ này là bo rít nhá, bo rít luôn. 55 đổi về chị em mình chốt đẹp, lên mã lỗ. Lỗ lỗ trắng cho Hiếu Dương chị. Trắng Hiếu Dương 39. Lên mã lỗ dùng nguyên. Tặng nó luôn, 29.000. Lỗ là chắc bo rít luôn chị em mình ơi. Lên luôn dùng mã này, còn cái này bán tặng nó luôn chị em mình luôn. Trắng oxy hết rồi. Con này lên trong mã này nó bị dơ, con này đẹp chị ơi. Đẹp mà trên cái này nó hơi bị bụi xíu này. Này chị Dư. Con này xinh này. Xinh này. Nhưng mà bị bụi, bụi lỗ lỗ. Chị Hương Trần không chia sẻ. Không chia sẻ bỏ tay. Mỗi chị em mình xem like mua hàng sale, hàng rẻ như thế này thì là cho nó xin một vài nút chia sẻ đi để đẩy view lên xíu. Chị Hương Trần không chia sẻ bỏ tay. Con này nó bị dơ xíu cái phần này. Tặng nó luôn. Dai cho Sương Thu, dai cho Sương Thu. À dai hết rồi, lỗ thôi. Cái nó lỗ thôi. Lên mã này là mã dơ. Không, con này mã dơ 29.000 luôn. Dơ 29.000 nhá. Chị nào lấy dơ 29 lên dơ 29 không dùng đi. Xèo hết trọn kho. Dơ 29 nhá, chị nào lấy dơ 29. Nó bị xíu cái này chị em mình về vặt giặt là ok. Nó bị bụi xíu ấy. Bụi xíu trên cái phần vai hàng hoa keo ấy. À, lỗ, lỗ cho Sương Thu. Lỗ cho Sương Thu. Kiểu trắng em thấy cái này còn cái này. Con này 49.000. Con này chắc bo rip kiểu. Bo rip kiểu nhá, chốt cho ai chia sẻ thôi. Dơ bởi chị Hiếu Dương. Dơ bởi chị Hiếu Dương. Dơ bởi chị Hiếu Dương. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên con này. Comment mã này là mã theo. Theo nhá, theo 49.000. Con này bo rip sao chị em 55 nữa về chị em chốt đẹp. 55 nữa về chị em chốt đẹp. Cái này còn sót một con. Ủa cái này nguyên set luôn. Chà chả, nhưng mà sai chị em 50 đổ về thôi nha. Con này quần của nó là quần ngố ôm. Quần ngố ôm, lên mã tặng set. Tặng set theo cho chị Hương Trần. Hương Trần. Chị ơi, chị Hương Trần ơi, lên cho em cái số điện thoại đi. Vì khách nhà em Hương Trần nhiều. Khách nhà em Hương Trần nhiều, lên số điện thoại cho em đi. Của Nguyên đang mang là chỉ có cái áo thôi, không không bán cái chân váy nhé. Lên này 50 đổ về. Lên mã tặng set. Nha, cái quần này toàn bộ là quần ôm nha. Cái set cho Hiếu Dương luôn. Ok Hiếu Dương. Set cho Hiếu Dương, bỏ đây anh tính đơn xong. À, hồi nãy em thấy máy set mặt cười ra rồi. Có máy. Có máy set mặt cười thôi nè. Rồi nhá, lên mã tặng mặt cười luôn dùng nguyên. Mặt cười nhá. Ôi giời ơi, toàn bộ là chất cốt tông tàu. Thôi bóc đại nha. Màu gì cũng được, bóc đại nha chị nào. Ok, chị lại chốt nha. Tặng luôn. Chưa 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 chị ơi. Nha, tặng mặt cười. Tặng mặt cười chất cốt tông tàu hết. Lưu ý luôn dùng nguyên toàn bộ chất cốt tông tàu. Nguyên đây luôn chị em mình, nguyên cả set này, cả các màu luôn. Nha, được màu gì hai màu đó chị em mà nó không chọn nhá. Chị nào mà chọn màu đừng lên đơn nha. Tặng 43.000. Tặng 43.000 và chọn màu thì đừng lên đơn giúp Nguyên nhá. Đấy, giá này chốt cho ai chia sẻ thôi. 55 57 đổ về chị em chốt ok. Tặng 43.000. Set mặt cười nhưng mà chắc của nó là chắc cốt tông tàu chéo. Nha, lưu ý luôn, áo lộn lộn. Chắc cốt tông tàu, mà là cốt tông tàu chéo. Cốt tông tàu rất là mịn, rất là nhẹ. Tặng 43. Chị em mình thấy một con áo cốt tông tàu là đang đi luôn chị em mình là sale chị em là 49.000 rồi. Sale 49, sale 55. Cái này nguyên một set này. Đi chị em mình 43.000. Nha, chốt cho chị nào chia sẻ và không chọn màu nha, có được có từng đó set thôi. Tặng 43.000 một set.
size 55 57 đổ về nhá. Chị ơi, chị Hương Trần ơi, lên cái số điện thoại cho em đi, không lên số điện thoại không chốt đơn nhé, tại vì khách nhà em Hương Trần nhiều sợ bị lộn, lên số điện thoại cho em để chốt đơn nhé. Tặng 43.000, tặng 43 nhé, chốt cho chị nào chia sẻ. Thế còn bỏ bao nhiêu bỏ cho chị Hiếu Dương thôi, nó đủ 5 bộ bỏ chị Hiếu Dương, chốt cho ai chia sẻ. 5 bộ ok chị Hiếu Dương đã lấy. Hiếu Dương nào là hết, tặng cái này 29.000 luôn, đi nhanh luôn chị em mình luôn, 29.000 luôn. Ui, 50 52 đổ về tặng 29, chị nào lấy mã tặng 29, chốt lên mã tặng 29k luôn dùng nguyên nhé. Comment lên tặng 29, cái này còn một con áo nam to này. À không phải, ui trời ơi, cưng chưa, tay này 60 vô tư, ui trời ơi, Xuân Thái nha, ai nhanh có nhé. Cái này dạng quần vải, dạng quần vải, lên mã xếp 79.000 luôn, mặc cười em hết nha. Ngọc Lan Trịnh sao không chốt đơn nguyên, đơn cũ à chị, chưa chốt đơn hết, đơn hồi tối lên chưa chốt đơn hết nha, đơn khi tối lên chưa chốt đơn hết, lên mã xét cái này xinh như này, tặng nốt luôn 79.000, ai nhanh tay có cho Hiếu Dương luôn, ok cho Hiếu Dương luôn. Bộ nam này chị cho em lên cái bộ nam này nè, xanh 79 hết. Ồ, xinh fan à. Xinh fan lao rồi mới thấy vô coi lái thì trời ơi, cái này đang còn sót được vài bộ, size đến 68kg, đây chị em mà để ý nè, toàn bộ cái này là dập văn nổi hết, từ áo đến quần toàn bộ là hàng thông hơi và nhập văn nổi, khóa kéo hai bên nha. Lên mã tặng bộ nam chị em mà nhìn cái bo quần luôn dùng nguyên này, toàn bộ là hàng đẹp nhé chị em mà nói. Lên mã bộ nam xám, bộ nam xám, cái này đi luôn chị em mình, mã này là mã tặng 68.000, 68.000, bộ này chắc đẹp lắm cho chị em mà nhìn này. Toàn bộ là hàng thông hơi và ép văn nổi, cả quần cả áo MLXL nhá, 68.000 luôn dùng nguyên như chị em mà nói. Bộ này bao sướng, cái này không phải cái hàng mà không phải là quần quần dù nhá, con này toàn bộ là, toàn bộ là hàng 70kg mà được thông hơi nhá, lấy sao 68kg thôi chị, chút lấy 68XL thôi. Lên mã này là mã bộ nam kèm luôn dùng số ký, bộ nam kèm số ký, cái này còn tầm khoảng chục bộ thôi, xếp 79 em hết rồi. Lên mã bộ nam kèm luôn dùng nguyên số ký nguyên đi chị em mình, 68 khỏe quá thật sự luôn ấy. Tranh thủ mà phát bộ này đẹp lắm, xây mờ cho Huỳnh Ni, xây mờ cho Huỳnh Ni, đến 68kg vàng đi chị em mình, 68.000 nhá. Chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này là mã tặng nam 68.000, Huỳnh Ni chị, Ni ngắn ấy. Chốt lên luôn dùng mã này là mã bộ nam nhé, 68.000 một bộ, 57 Huỳnh Ni có rồi chị ơi nhá, có rồi chị em mình, không cần comment lại, muốn đọc tên rồi thôi nhá. Ôi cái bộ này 68.000 chị em mình không mua phí quá tiếp. Thế chị Kim Liên Hồ, chị Kim Liên Hồ lấy size L, Kim Liên Hồ size L, cái này còn nốt một cái này. Lên mã mũ, chị Hiền Hiền không có số ký, chị Huỳnh Ni là bảo bảo là lấy size L, size L rộng XL, chị Nguyễn Ngọc, Nguyễn Ngọc Huỳnh Ni đổi qua size L, Hiền Hiền cũng size L rồi, còn bỏ cho chị Hiếu Dương mỗi size 2 bộ, mỗi size 2 bộ. Thế còn bỏ size XL bỏ cho chị luôn, còn chỉ tăng bộ XL lên rồi ok, bỏ hết cho chị đi, bỏ cho chị đi. M, M cho Tâm Trần, M cho Tâm Trần rồi ok, cho chị Hiếu Dương có size M chưa, chị Hiền Hiền có rồi chị ơi, Hiền Hiền có rồi nhá, ok. Còn một bộ size M nữa là hết, size 57 đổ về là chút đẹp. Rồi nha, lên mã này là mã số 19, con này chắc có tông tàu. Con này đi chị, à mình 79.000, xây 60 đổ về. Xây 60 đổ về là chị em mình chắc ok nhá. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã mũ, chắc có tông tàu nhá. Có tông tàu nha chị em mình ơi. Nha, lên mã tặng mũ chút, nguyên đã lên sale giá giá bắt chấp. Nên là chị em mình tranh thủ, hết mờ rồi chị bỏ lan thôi. Ai còn cho em màu kia, còn màu gì đó, màu đen hả chị? Còn màu đen, còn màu đen nhá. Còn màu đen, cho em lên màu đen. Xám mờ cho Sương Thu, đâu còn này? Trong đó cũng hết luôn rồi. Thôi đừng rút ra. Rồi đổ qua màu đen cho em đi, quần công sở có la ra, đổ qua màu đen nhé. Vừa, ui trời ơi, lên đen dùng nguyên nhá chị em mà nhìn này. Toàn bộ là ép văn nổi, dập văn nổi hết như thế này, xinh chưa? Toàn hàng thông hơi, cả quần cả áo. Và đi 68.000, giá này chỉ có nhà nguyên thôi, được chưa? Lên lui mã đen kèm size, có cái là in dập nổi đáp này, có cái là dập nổi hình án này nè, XL cho chị Hà Phạm 68.000, cho chị Hà Phạm 4 nha. Lên luôn dùng mã đen kèm luôn dùng nguyên cái số ký,
MLXL đến 65-68 thôi, không chốt hơn như vậy mà nè. Cái này quần của nó là quần giả, đổi qua màu đen luôn, dùng nguyên ngắn hết màu xám rồi. Chị nào lấy đen lên đen 68 cho chị Khánh Vy sẽ XL 68 đổ về thôi nha. Đủ size, mỗi size 2 bộ cho Hiếu Dương. Mỗi size 2 bộ cho Hiếu Dương nha. Rồi ok, chị nào lấy đen lên đen luôn dùng nguyên 68 đi. 68.000 nha. Ui bao rẻ. Không, 70kg không vừa đâu chị ơi. Em chốt đến 68kg rồi, 65-68 là ok nha. Rồi ok, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã đen kèm size. Đen kèm size dùng nguyên nhé. Đen kèm size tiếp lên luôn dùng nguyên con này. Đi nhanh nha chị em mình ơi. Đi nhanh nha, còn được từng này con thôi. Được có từng này con thôi, hàng kích mua. Thêm 2 bộ sẽ XL, còn XL XL cho Hiếu Dương thêm 2 bộ nữa đi chị. Ok, Hiếu Dương thêm. Đang mời cho chị Ngà Võ. Đang mời cho Ngà Võ. Đang mời cho Ngà Võ. L cho chị Yên Thu. L Yên Thu. Không, chị ấy không có. L Yên Thu. XL có không? XL thì Thúy Nguyễn tím tím. Thúy Nguyễn tím. Xây L còn không? Rồi ok, cho Hiền Hiền nữa là hết. Hết màu đen, còn màu chi nữa không chị? Hiền Hiền bóc cái màu xanh đen ra luôn, dùng nguyên cái gì? Bỏ riêng cho chị Hiếu Dương, bỏ riêng qua bên đi chị, không cần đó, không cần đi. Coi còn xanh đen thì ui trời ơi. Nạn sót kho rồi nè. Size 16, 18. Từ 16 đến 18 tí, hàng kích môn luôn. Nha, bán tặng luôn chị em mình con này, từ 16 đến 18 tí. Mua đi chị em mình con này 89.000 luôn. Hàng chị em mình đi mua hàng thường, chị em mình phải mua trên trăm rồi. Hàng giả, hàng giả hình như là còn một xanh đen. Hàng giả nhẹ với chị em mình thôi nha, từ 16 đến 18 kg lên mã ring. Lên ring luôn dùng nguyên nhá. Được. Vivo. Vivo Vivo. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã 89.000. Chị Xuân Hạnh Lê. Xuân Hạnh Lê, Xuân Hạnh Lê giùm em. Xuân Hạnh Lê. Xanh đen đủ size. Từ từ chờ. Từ từ chờ em xíu nhé chị. Hết màu đen rồi. Hết màu đen rồi. Size này là size 32, có 14 để cho chị ăn cái à. Chờ em xíu. Chắc không có đâu, không còn sót được có mấy cái này thôi. Size 35 này. Size 35 tí nhé, chị nào 35, 35, 35, chị nào lấy 35 lên 35. Có cái còn màu đen à? Thế từ 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 từ. Còn một cọc màu đen xây mờ nè. Xây mờ hết à? Ừ. Bóc cho chị Hiếu Dương trước đi. Hiếu Dương màu xanh đen đi, mỗi size 2 bộ. Riêng size XL lấy 4 bộ. Đen XL còn không? Đây nè. 35 cho chị Xuân Hạnh Lê. Đen XL chị Ca Quỳnh. Cái này Xuân Hạnh Lê nè. Xuân Hạnh Lê. Xuân Hạnh Lê. Size 18kg đang còn cái nè. 18 đến 20 kg nè, lên luôn dùng 18 đến 20 kg. Nguyên đi luôn chị em mình là 89.000. Xanh đen xay mờ cho chị Xương Thu. Xanh đen xay mờ cho Xương Thu. Xanh đen xay lờ cho Huỳnh Ni Y Ngắn. Huỳnh Ni Y Ngắn. Xay XL cho chị Lê Thùy. XL Lê Thùy. Cái này cho chị Hợp Nguyễn dùng nguyên. Hợp Nguyễn 89.000. Đen còn XL không? Đen XL gì Lục Tăng. Xanh đen xay L cho Thu Phương Hoàng. Thu Phương Hoàng. Bộ nam ngắn là bộ nào? Xanh đen xay XL cho chị Hà Phạm Bú. Chốt đơn xong là đẩy đơn hết chị ơi, không thể nào gom được. Rất là mất công. Cái nào chốt đơn ok xong là đẩy đơn nha chị ơi. Cứ nhà nguyên like trưa like tối mà chốt like trưa cái chốt xong cái trưa like chị em bảo gom nữa không gom được nha, nói trước ấy. Hay mà đi cứ gom tới là không gom được nha. Nó rất là mất thời gian. Ví dụ như trưa này mới coi like chưa chốt được, tối chị em mình gom đơn đã chung sáng ngày mai nhà nguyên chốt đơn thôi. Chứ còn mà cứ gom tới dùng tới em không gom được nha, em nói trước. Xay xay 30kg nè. 30kg nhé. Xanh đen xay mờ, xanh đen xay mờ cho cô Nguyễn Thu Hương. Xanh đen mờ cho Nguyễn Thu Hương. Xanh đen sẽ XL gì Lục Tăng. Ok, bộ đen XL hoặc xanh đen. XL hết rồi nhé. XL còn màu chi? Chị đẩy qua cái màu ok chị đẩy à, cái chính nào chốt rồi chị đẩy tách ra bên đi chị. Còn có còn gì? 30 giày Phương Nguyễn ngồi. Phương Nguyễn ngồi. Cái gì? Cái nào đơn đơn ok chị tách hẳn ra bên kia luôn cho em đi. Phương Nguyễn ngồi. Xanh đen xây mờ cho chị Ngà Võ. Xanh đen mờ cho Ngà Võ.
ngà vỏ. Cái này Phương Nguyễn ngay nhiều người giùm em đi, khi Phương Nguyễn nhiều người. 89.000. 89.000 nha vậy mà nói. Ui, này size 32. Lên mã 32 ký dùng nguyên nhá. 32 toàn hàng, cái hàng này 175.000 con. 175.000 con size cho em 89.000. Sợ chưa? Toàn hàng hàng xịn hết nhá. Cái này 32 ký, lên mã ring 32 ký. Cái này còn size to thì không có size nhỏ. Size to không và không có size nhỏ. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Size 35 ký còn cái nữa nè. 35 ký một cái, 32 ký một cái. Mua đây luôn cho em là giá 89.000 nhá. Nhanh tay cái này vậy mà nó. Nhanh tay nhá. Thế đi em coi là ring 32 ký cho Hiếu Dương, size nhỏ hơn chị. Size nhỏ hơn cho Hiếu Dương rồi. Size nhỏ cho Hiếu Dương. Thế mua còn lên chị em mình màu xanh đen. Còn một xanh đen size M, size M. Còn xanh đen size M, size L nữa không? Nha, chị nào lấy cái này lên xanh đen size M và size L. Xanh đen size M và size L nha dùng em nhé. Size M và size L, tầm 60 đổ về là chốt đẹp. 35 hết rồi chị ơi, em còn 32. Còn 32 này, chị em mình nhìn này. Màu xanh đen này còn size M và size L và ở đây chị em mình giá 68.000. Cái này quá rẻ nên là chị em mình tranh thủ mà phát nhé. Nè, toàn bộ là hàng ép văn nổi hết. Ép văn nổi và co giãn này, co giãn 4 chiều. Hàng dạng hàng thông hơi, cả quần cả áo luôn, không phải là áo không. Nhá, chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này là mã xanh đen. Size M và size L 68.000 chị em mình tranh thủ phát. Vài hôm nữa làm gì có những cái bộ này. Mà đi chị em giá 68.000, hàng này chắc đẹp. Nha, chị nào chưa có thì lên luôn dùng nguyên 68.000. 68.000 màu xanh đen nhé. Ai lấy xanh đen lên xanh đen luôn dùng nguyên 68. Tiếp lên luôn cho chị em mình luôn. Nha, cái gì còn ít là xả nót hay là gọn kho nhé. Gọn kho. Xanh đen xây lời cho chị Võ La. Còn thật Võ La. Xây mờ gì Tâm Trần. Mờ cho Tâm Trần dùm em. Tâm Trần không giấu nha. Tâm Trần. Tâm Trần không giấu. Xanh đen hết XL rồi chị Mai Xuân ơi. Em còn mỗi xây mờ và xây lờ thôi. Phiêu Nguyễn đi mà kiếm lên 200 khó thì. Trời ơi. Không lên nổi luôn. Bộ ấy chịu cái chị đen mà còn xây mờ nè. Đen còn mờ. Xanh đen xây lờ cho chị Võ Lan có rồi chị ơi. Có rồi nhá. Không có 65kg, giờ em còn size 60 đổ về thôi chị em mà nha. Còn mỗi 60 đổ về thôi. Rồi con này Nguyên có mấy cái, tặng nó luôn, cái này sót lại này. Con này lên mã tặng sút dùng Nguyên nhé. Tặng áo sút. Size này là size 57-60. Size này 57-60 nhé, đi luôn chị em mà mã này mã tặng 29 có 2 con. Tặng 29.000. Con này là áo hàng sút cho chị em mình ơi. Sót kho này. Cái này cứ lẻ tẻ cái thôi. Số 8 cái không vừa đâu chị Hoa Thảo, em còn size cho những chị những anh nam nào 60 đổ về thôi. Nha, lên mã tặng sút. À, bộ người lớn. Bộ người lớn chị ạ, bộ người lớn không phải là bộ bé. Tặng sút dùng nguyên 29.000. Xanh đen size M cho chị Lục Tăng. Xanh đen M cho Lục Tăng. Nha, lên mã 29.000 còn hai áo. Con này hàng xịn như vậy mà nè. Hàng này con này xịn chắc đã lắm luôn. 29.000. Giá chuẩn giá tặng. Nha. Rồi tiếp lên luôn dùng nguyên con này có một. Sút cho chị Cẩm Thi Hồ. Cẩm Thi Hồ. Cẩm Thi Hồ đi đơn chưa? Thì đơn được rồi, thấy đơn chị này cũng lâu rồi nè. Mấy ngày rồi? Hai ngày rồi. Nhà em không để đơn lâu rồi nha. Ai chính ngày Xuân Hạnh Lê. Xuân Hạnh Lê. Xuân Hạnh Lê, Xuân Hạnh Lê không có dấu. Thằng con này 29.000 luôn nè. Lên mã neo đen 29. Neo đen 29 nè. Neo đen 29. Bộ hè. Rồi giá tặng áo nam luôn dùng nguyên. Tặng áo nam, size 55 đổ về chị em chốt ok. Tặng áo nam. Hanh cho khỏe hoanh chị nè. Hay là tiền không ra. Tặng áo nam size này 55 đổ về là chốt đẹp. Tặng nó con này ở trong của nó là con này dòng Mỹ ấy, đẹp lắm. Tặng 39.000 luôn được không? Ai chia sẻ chốt nhé, ai không chia sẻ bỏ qua vậy mà nói. Mấy ngày hôm nay lên phí hàng quá. Lên view lèn sèn lèn sèn. Tặng 39.000 áo nam nhé. Chị nào lấy mã áo nam 39 chút lên luôn dùng ngày qua rồi. Tặng áo nam 39.000. Cái này chị em mình nhanh. Đang còn sót mấy con. Ui. Lên thùng nhá. Ôi lên thùng, lên lông thỏ xịn lắm luôn. Trời ơi, hàng này hàng đi mấy? 130 à. Con này hàng 130 nhá. Đen cái gì ta? Áo nam cho chị Huỳnh Ni. Áo nam Huỳnh Ni. Huỳnh Ni. Trời ơi, hàng 130 nè. Cái này là bộ lụa. Bộ lụa chứ, bộ lụa mình gồm 129.000. Đây.
Con này hàng xịn nhá. Giờ cái này á, shop toàn bán cho dẻ mình, toàn là hàng trên hàng 2 không á. Xịn sò nhá, lên lông sỏ hàng xịn nhá dẻ mà nữa. Lên luôn dùng mã mặt cười. Đi nói luôn dẻ mình con này luôn, giá 115.000. Ai nhanh tay có nhé. Nhận hàng không phải hàng 2, hàng người ta đang bán hàng 2 cho chị em mình quay đầu luôn. Nha, cái này đi nhập vô giá cao lắm này. Vì bình thường là đi để nhập vô là tầm rơi vào 180 rồi. Thì người ta ít nhất theo shop các kiểu thì người ta bán chị em mình phải hàng 2. Chứ không có giá hàng này quý đâu. Cái này cũng sale nói luôn chị em mình 115.000. Nha, lên mã mặt cười. Lên lông thỏ nhé, hàng xịn nhé chị em mình. Nha, chốt mã lông thỏ hoặc là mã mặt cười 115.000 nó. Nhận hàng con này không xịn lại quay đầu nha. Trời ơi. Nha, chốt lên luôn những mã này là mã mặt cười, cái này còn cái. Lên mã mũ, mũ này là tim. Quên mũ này là len, đính đá hết nhá. Xây 60 độ về chạy mình chốt đẹp. Đang đeo chạy mình luôn, tặng 79. Mũ đỏ này len nhá, đính đá hết nè. Trời ơi, đi đâu hết chị em là không thấy những cái con áo đẹp, áo xịn như thế này à. Sale rẻ như thế này à, sao đứng đơ thế. Chà chà. Tương tác đi chị em mình ơi. Giờ 60 số 2 vô tư. Lên mã tặng nam 55.000 luôn. 55.000. Size này 57 độ về, quần sọt nam nhé. 57 độ về những cái con áo len mà không chốt tiếp dễ sợ. 85.000. Cái con len lông thỏ đẹp như thế mà không chốt tiếp. Con này 29.000 luôn. 29.000 dài tay dạng crop top. Cho chị Hồ Xuân Hạnh lên. Nó đẹp lắm xịn sò. Xuân Hạnh lên cái mặt cười nữa chị. Xuân Hạnh lên. Xịn sò chứ không phải hàng xổm xổm đâu. Con này 29.000 nè. Cái nào dặn len mông, dặn crop top chứ chị em à. Tay dài crop top nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Giờ chị vô trang cá nhân tên dùm em nhé chị. Thanh Tuyền Trương ơi. 29.000 nhá. Lên mã sọc đen 29.000 sọc đỏ luôn. Nha, trời ơi. Đẹp chưa. Áo len ở nhà nguyên toàn hàng niêu chứ không chơi hàng ấy nhé chị em mình nhé. 29.000. Ẩm thực Đà Thành lên trước rồi. Sọc đỏ nè, lên mã sọc đỏ nè. Trời ơi, con này đang đi bao nhiêu tiền ta? Con này đang đi 85.000. 29 còn sọc đỏ thôi. Xuân Hạnh Lê. Xuân Hạnh Lê. Con này đang đi 85 mà, 85 hay 75 gì đấy. Để nói luôn trẻ mình con này 55.000. Nha, chốt mã 55. Con này 60 len nhìn 60 mang được nhá. Lên mã 55. Bao sát một set. Cái này sát một set nè. Ôi giời, cái này không sale nữa. Cái này hạ nguyên ma. Ở đâu thế? Cái gì? Đâu, cái này nguyên set. Thôi không sale nữa. Trời ơi, set này em sale có 59.000. Nghĩ là nó tiếc. Ủa, cái này quần vái nè. Đẹp nữa nè. Lại tiếc. Tặng quần kéo cái này sót. Nó vừa hạ nguyên đó. Hàng nay con nó em bán trăm mấy đó, tự nhiên nó sale hôm bữa lên sale 59.000. Áo em đang mang chị Hà Tài. Áo đang mang 78.000. 78.000 chắc có tông tàu chéo. Size 52. Size 52 nhé. Size 52 đổ về tặng quần kéo. 52 đổ về con này em đi chị em mình 35.000 đó. Hàng này nguyên đang bán 69.000. Chính xác luôn là 69.000. Thì mang con váy rồi. Nha, chốt lên luôn những mã tặng kéo. Size 52 đổ về chị em chốt đẹp cho cái size L nhá. Chị em mình 2 tháng mang con này. Tặng nó con này sót là được 2 con. Tặng 35.000 nó quần đùi. Tặng 35 quần đùi nhá. Chị nào lấy đùi, lên đùi luôn dùng nguyên cái này siêu rẻ luôn. Cái tranh thủ mà phát chị em mình thôi. Tặng quần đùi 35.000 đùi. Áo em đang mang là chắc có tông tàu chéo. Xem lên sao nhá. Xem lên sao. Ui váy sung nữa kìa. Ui váy sung chắc có tông tàu. Nè, đẹp chưa này, đẹp chưa, đẹp đẹp chưa. Ở đây toàn bộ là nhún hết nè. Cái này xinh nè. 59.000 váy. 59.000 váy nhún một bên như vậy mà nó hot girl nó bán gì em giá quá là cao. Thiệt sự luôn. Lên mã váy 57 đổ về chị em mình chút đẹp. 59.000 váy luôn, chắc có tông tàu. Có tông tàu. 59 nhá, chị nào lấy mã 59 lên mã 59 này còn sót một con. Còn váy 35 cho. Cái này bán tặng nhá. 35 là gì chị? Đùi. Đùi. Quần 35 kìa. Cái này cũng bị chấm xíu nè. Cái này bị chấm xíu nè, tặng nốt con này luôn. Để em một cái áo vàng giống. Từ 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 để Nguyên tìm nó từ từ đã. Từ 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 từ. Con này xinh nhưng mà chị nào nhỏ nhỏ con. Con này cho chị em mình tầm 55 đổ về thôi. Nhưng mà bị chấm chấm xíu này chị em mình. Chấm chấm xíu nhá, bị chấm xíu chỗ này thôi. Tặng nốt con này giá
30.000 luôn. 30.000 luôn nhá, bị chấm chấm xíu cái dẻo này nhá. 30.000. Này hàng này HG bán dẻo mà giá quá cao, bị chấm sau xíu nha, để ý luôn dùng nha. Cái nào nguyên sale rồi là chị em mình phải để ý nha. Cho em cái mã đang mang đi. Có mấy con? Chắc là gì mà em mấy con. Không phải đúng không? Ở đây đâu đúng nó. 5 con thôi. Cái này cũng có đúng 5 con, nguyên con rồi. Còn 4 con. Tay này chị em mình 60 vẫn mang được nhá. Nguyên lấy một câu hả? Đi cho một cái cho Hà Tài. Hà Tài con. Vị xung hạnh lên con. Xung hạnh lên con. Còn hai con thôi. Nhà áo đang mang 60 chị em vẫn mang ok luôn, dùng nguyên nhớ phôm áo này. Chắc con này là chắc có tông tàu riêng, vậy chắc là chị em mình khỏi phải lăn tăn nhé. Và chính là gì ta? Em xem không phải là 30.000 đó. Lên mã này là mã xương rồng 78.000. Hàng này thường là nguyên sale 89.000. Còn bộ chắc có tông tàu chéo này em đi luôn chị em mình là giá 89.000 hết. Chị ơi em nói bao nhiêu chị mua hàng, có vấn đề gì nhắn tin qua lên luôn dùng nguyên, trong live em không tự lấy được. Cho chị Văn Thu Thảo. Chị Văn Thu Thảo đã nhận đơn chưa chị ơi? Cẩm Thi Hồ nữa là hết. Đã nhận đơn chưa chị ơi? Hết rồi chị. Đã nhận đơn cũ chưa? Có màu đen. Xương rồng màu đen. Xương rồng màu đen. Từ từ đã nhận đơn cũ chưa? Đã rồi, đã chốt đơn tiếp cho em nha. Rồi lên luôn dùng mã này, mã xương rồng màu đen hết màu vàng nha chị em mình nhé. Chắc toàn bộ là chắc có tông tàu chéo hết. Bao luôn cho chị em mình về giá và về chắc. Lên mã xương rồng màu đen nha. Xương Úc Anh đã chia sẻ đâu? Ok chị. Úc Anh đâu có chia sẻ đâu. Vàng em hết rồi chị ơi. Lên mã xương rồng đen luôn dùng nguyên nhé. Giá nguyên đi luôn cho chị em mình là giá 78.000 nha, chốt lên luôn nè. Hát đi bé em còn đấy, hát đi bé em còn xíu nè, em lên sao. Lên mã này là mã xương rồng đen 78. Chị nào lấy xương rồng đen, chốt lên xương rồng đen luôn dùng nguyên nhé. 78.000 nha. Ủa con này giá sale 5.000 không chút ấy. Hàng này em đang đi thì chị em mình 85 hay 89 gì đấy. Ôi trời ơi. Như chị em mình mua hàng này phí lắm luôn. Nguyên nói thật sự là đi sale thì em mình giá cực kỳ rẻ luôn. Không nhập ra được giá này đâu. Cái này nãy sale 55.000, sale 60 đổ về. Và cổ nói dòng của ba Phan nhá, của ba Phan. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Dạ, HG nó mang lên cái gì cũng đẹp. Hàng nó thật sự là nó bán cho trẻ mình cho em cực kỳ nhiều luôn. Mà cứ thấy nó mang đẹp chưa, chắc là mình về mang đẹp như hắn. Cái dáng nó đẹp quá. Rồi nhá, cho em cái xương rồng lưu này luôn. Hàng này bao chắc luôn trẻ mình luôn nhé. Cứ vô nhà nguyên là rẻ đẹp, mua được nhiều. Xương rồng màu nu, màu kem á, màu kem này có 3 cái thôi. Xương rồng màu kem này đúng 3 thôi. Cảm ơn mà xương rồng kem nhé. Có cái này là hàng xã nè. Xương rồng màu kem hết màu đen, à quên hết màu vàng nhé. Còn đen còn kem. Còn đen còn kem nhé. Chị nào lấy xương rồng kem có 3 cái thôi nha. Nè, form này chị em 60 vô tư. Cái đây chị em mình là 78.000. Toàn bộ chị em mình để hai coi like nhận là có thông tàu chéo không đi. Chị em mình là 78.000. Toàn đi là giá 89.000 đấy. Còn 3 con một kem thôi. Chị nào lấy mã này lên cho mã xương rồng kem nha. Xương rồng kem nguyên đi chị em mình 78.000. Rồi ai lấy kem lên kem luôn dùng nguyên nhé. Kem có 3 con thôi. Kem cho Cẩm Thi Hồ luôn. Cẩm Thi Hồ Xuân Hạnh Lê cá. Rồi nha, lên mã xương rồng trắng nữa là hết. Lên mã xương rồng trắng nữa là hết. Cái nào mà không mua tiếc lắm. Kem hết luôn nha. Rồi lên mã xương rồng trắng. Xương rồng trắng đây luôn chị em mình là giá 78.000. Xương rồng trắng thật sự là tính cho chị em tính từng nghìn. Tính lại từng nghìn ấy. Hay không như nhà người ta bán tiền chục lại tiền chục đâu. Cái này là bán lại tiền nghìn nha. Đấy. Trời không, cái nó thật sự mua đồ nhà nguyên về khi ít khi nào chị em mình thất vọng, trừ khi là gặp hàng lỗi thôi. Chứ còn mà ít khi nào mà kiểu như là hình mẫu nó mang đẹp, còn mình về mình mang không ra gì, không có. Đó, trừ khi là trúng những con hàng lỗi thôi, chứ còn mà bình thường là về về form về chắc đồ là chị em mình cứ yên tâm. Nha, rồi lên chung mã này mã xương rồng trắng dùng nguyên á. Xương rồng trắng. Xương rồng trắng đây luôn chị em mình 78.000. Nha. Cái này cho nó thực tế, mua hàng nhà nguyên thực tế nhất cho em đây thế này, em bán tặng cái bao này luôn. Xương rồng trắng 78.000.
78.000 tương rồng trắng. Trời ơi. Cái này hàng xã nè. Hàng xã nè. Đây mã này mã tặng bé luôn dùng đi. Chút lấy mã này mã tặng bé nha, có thằng con. Tặng bé, tặng bé, tặng bé, tặng bé. Không chị ơi, không nha. Không của. Lên mã này mã tặng bé. Tay này size 15 đổ về. Hai trai gái gì mang cũng được. Con này chắc có tông tàu nhá. Con này có tông tàu. Bán tặng luôn cho chị em mình con này giá 59.000. Bộ bé 59 nhá. Có tông tàu nguyên bộ mũ này em. 59.000. Lên mã bộ bé dùng nguyên nhá. Bộ bé, bộ bé, bộ bé. Size 15 đổ về là chốt đẹp. 59.000 này rẻ quá. 55.000 đi còn bộ cuối cùng. Đây mã tặng 55 đi chị. 55 còn bộ. Kim Sinh lên thông tin trên like luôn dùng nguyên nhá. Lên mã bộ bé luôn dùng nguyên 55.000 luôn đi. Chắc có tông đào đó, không phải hàng xổm đâu. Không phải hàng xổm nhá. Con này chắc quần giãn chéo còn con. Quần giãn chéo này có đúng một con size 60 đổ về chị em cho ok. Không có phải rồi. Bé cho chị Thảo Lam, bé Thảo Lam. Bé Thảo Lam. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên con này chắc của nó là quần giãn chéo 60 vẫn mau ok, 35.000 luôn. Không có 45 đâu chị. Rồi. Con này đi luôn cho em mình là giá bao nhiêu tiền? 35.000 nó. 35.000 nó. Cho em lên cái bao này đi, cứ lên cho em cái bao đi, có xả hết cái này ra lên mà mới. Nha, rồi lên luôn chung mã này. Tặng bé size 12. Ủa cái này xinh chưa? Quần 35 cho chị Dung. Tặng Nhã Ca lên trước. Lên mã này là mã mèo nha. Size này dành cho bé nhà mình 12-13 kg đổ về. Lên mã tặng mèo nhé. Ui xinh chưa? 12-13 thôi, không có size bự nhé. 12-13 kg, cái cho em lên cái ghế đi chị. Cho bắt được nhiều. Cho em lên cái ghế đi. Bắt cho nó nha. Comment mã này mã tặng bé. 69.000 luôn. 69.000 nha. Con này chắc đẹp lắm. Này hàng này chuẩn hàng sốt nhé. Size 12-13. Bao rip cái này về cho bé chơi Tết là ok. Tặng bé luôn dùng nguyên nhé. Cái này đang còn sót 2 bộ. Mèo chị Thanh Yên lên thông tin cho em nhé. Thanh Yên lên thông tin cho em. Tay chị em mình 52, cao 55. Bộ này là bộ nhung găng 105, còn được 2 bộ. Nhung găng 105, hàng này thường bán chị em mình 120. Ok, chị trước rồi, chị Đặng Nhã Ca trước rồi. Mèo chị ơi, chị Thanh Yên lên thông tin cho em đi chị ơi. Lên thông tin trên like cho em đi. Mã này lên mã 105. Bộ này bộ Pilama, hàng nhung găng. Hàng này thường nguyên chạy là 125.000. Nha chút lên luôn dùng mã này, mã bộ nhung găng. Nhung găng. Bộ mèo nãy 69 chị ơi. Bộ mèo 69, à váy mèo 69. Chị ơi, chị Thanh Yên ơi, lên thông tin trên like cho em đi đã. Con này lên xuống mã nam to, size 75kg. 75k. Nam to 75kg và 75k. Bắt thấy cái này xe rồi, lên cho em rồi. Cái này kia sao. Trời ơi. Mua con quần này sale 10k, con này là hàng xúc cái chị em rồi này. Chị nào nhận con này rồi. Tặng 10k nhé, con này hàng xúc nhé. Size 30. Bỏ riêng ra nha chị Thanh Yên mà không lên thông tin em chút cho người khác nha. Rồi ok. Size 30kg cái này mà chị nào hay đi blue là chị em mình hay mua những cái con quần này. Lên luôn dùng mã tặng 20k, 2 con. Nha quần sọt cho bé. Cái này trai gái gì mang cũng được nhưng mà size 30 chị em mình nhìn nè. Toàn bộ đã cắt tát nè. Con này là hàng xúc ấy. Nha, size 30kg. Nguyên đây luôn chị em mình là 20k 2 con. Hàng này hàng khách xã. Mã này đi hơn 1 tháng rồi. Nam to rồi thu hiền đỏ. Cái này em đi 2 con nhé. Thu hiền đỏ. 2 con này cho chị Thảo Lan. 2 con này chị Thảo Lan. Còn này còn sót được một set chip này hết rồi. Set chip này hết từ lâu rồi nè. Hết từ lâu rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Cái hàng này người ta đi 75.000, 85.000 một set 5. Nguyên đây chị em mình 59.000. Lên mã chip. Ôi cái này có 2 mã luôn á chị em mình. Thôi kệ nhá. 55.000 đi. Vì có cả 2 mã nhưng mà form này 60-62. Nha form này 60-62 là mang ok. Nha lên cho mã tặng chip 55.000 luôn. Có hai cả 2 mã luôn. Hàng này chị em mình để ý là hàng này người ta đi 75 này, 85.000 một set 5 này. Đấy, đi mã 55. Sao chị ơi, sao em chốt cho mấy chủ này thì chị em cứ yên tâm. Cho chị Thúy, Thúy Nguyễn không chia sẻ. Thúy Nguyễn Tiến này không chia sẻ. Yên tâm, khách mà nguyên chốt chuẩn luôn. Ai lên trước nguyên chốt trước. Lên mã tặng ai không chia sẻ bỏ qua mã này. Chiếc cho Hoa Thảo đi. Chiếc cho Hoa Thảo. Lên mã nam xịn 75.000 năm đôi. Hàng nam xịn nhá. Tắc nam xịn 75.000 năm đôi. Nó thực sự những cái này về là phục vụ thôi. Bán này thì gọi là bán phục vụ thôi.
Còn mà hàng á, hàng này người ta đi bán như vậy mình 20 mấy 30 mấy nghìn một đôi rồi. Hàng nam xịn nhá, tắc nam xịn, lên mã tắc nam xịn. Giá này giá chuẩn giá phục vụ đấy, để chị em mình gộp đơn cho nó nhiều chút. Để mua được nhiều cái để chị em mình đỡ tốn tiền ship đó. Chứ còn nghĩ sao người ta bán như vậy mình đôi nè, người ta bán 2 mấy nghìn 3 mấy nghìn đôi. Còn bán chị em 75 nghìn 5 đôi. Đây còn xả ra. Lên luôn những mã này mã tắc. Chip em hết. Lên mã tắc dùng nguyên nhá. Chốt mã tắc. Chị nào lấy tắc lên tắc. Tắc tắc nhá. Chốt lên tắc luôn dùng nguyên, hình như là mình còn cái chip chip nơ trong đó Huyền. Chip nơ trong đó. Tắc cho chị Văn Thu Thảo nè. Ok nhá, chị nào lấy tắc lên tắc luôn dùng nguyên, giá cũng đi luôn chị em mình. Đảm bảo nhận con đó về ưng ý. Tắc ấy dài dặn đẹp lắm luôn ấy. Mà nguyên đi luôn chị em mình là 75 nghìn 5 đô. Đây mã này mã tặng 29 ngựa. Tặng 29 ngựa size 60 đổ về chị em chút đẹp. Tặng 29 ngựa size 60 nhé chị em nhé. Tặng 29 ngựa. Nó có cái mã HD đây, nó xem lên đi. Tặng 29 ngựa. Chị nào lấy 29 ngựa lên 29 ngựa luôn dùng lên nhé. Thung Thái này 49.000 luôn. Size 55 đổ về. Size 55 đổ về là chút đẹp nha. Chị nào lấy cái này lên chung, mã này là mã Mickey 29 cho chị Đặng Nhã Ca. 29 cho Đặng Nhã Ca. 49.000 Thung Thái. Size 55 đổ về. Thái gọi là như là cạn rồi. Gần như là cạn Thung Thái rồi. Giờ lâu lâu rất là cá thôi. Nha, lên mã quần tập. Quần tập này 29 luôn. 29 size 60 nhé. Lên mã quần tập 29 size 60. Con này lên mã tắc bé size 35. Tắc bé size 35 nhé. Size 35 ký. 30 đến 30 ký. 30 ký. Con này 30 ký. Lên mã tắc bé. Cái này coi mấy đôi này. 30 ký nhé. Đủ một set 10 đôi. Đủ một set 10 đôi. Cái này đi chị em mình là 65.000 10 đôi. Hàng này người ta đi 85.000 là 5 đôi. 85.000 5 đôi. Nguyên đi luôn chị em mình 65.000 10 đôi. Nha, cảm ơn mã tắc bé luôn dùng nguyên nhé. Còn chạy tài tắc đẹp hết nha. Quần tập 29. Ủa cái con Thung Thái mà chị em mình không chốt à? Trời ơi, chị em mình coi like kiểu gì vậy? Hàng này hàng 105 đấy chị em mình ạ. Thung Thái nha. Lên mã Thung Thái. Tắc nam chị Minh Tâm Trần. Con này 49 thì dễ không chốt. Nhiều cái chả biết lên giá nào luôn. Thung Thái đó. Tắc bé cho chị Hà Nguyên. Hà Nguyên. Phương Nguyễn này đang xả ra nhiều đấy ta. Lên mã tắc lớn. Cái này tắc nữ 5 đôi nhá. Chị em sẽ đi ra ngoài mua lại là 15.000 một đôi này. Cái này cũng đi luôn, trẻ mình là 45.000 5 đôi. Cái sâu lăng. Thung Thái cho chị Minh Tâm Trần. Thiệt hàng đẹp này mà đi 49.000 chị em không số gì tiếc. Nhiều cái nó tiếc lắm luôn ấy. 45.000 năm. Cái này hàng chị em mình phải đi ra mua lại là 15.000 một đôi. Nha, lên luôn nhiều mã tắc lớn 5 đôi. 45.000 45.000 5 đôi. Tắc này tắc nam nhưng mà hàng này dòng này nó không xịn bằng lúc nãy nhé. Nó không xịn bằng dòng hàng lúc nãy đó. Cái này là 49.000 5 đôi. Nhưng mà nếu như mà đi mua thì là chị em mình sẽ mua được với giá tầm rơi vào 20.000 một đôi nè. Nha. Được chưa, chị nào lấy cái này? Rồi nha, lên luôn chung mã này là mã nam này 49.000 nhé, 5 đôi. Nha, cái này thì tắc này nó không dài bằng cái mã kia. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn mã nam 49 lên luôn dùng luôn nhé. Con này tặng 29 cao luôn. Con này tặng 29 cao luôn, hàng này hàng có tông tàu. Vương đang đi 49 này. Tặng 29 luôn. Nha, lên mã mèo 29 xe 60 đổ về chị em cũng ok. Mèo nhé. Mèo nhé, chị nào lấy mã này lên chung mã mèo 29 cao luôn dùng nguyên. Mèo 29. Ôi, đây còn 1 số 1 bộ 105. Tắc lớn cho cô thôi. Ok, tắc bé từ từ chạy em xíu. Đây chị em, ôi cái này hơi bị dơ xíu nhá. Đây mã này là mã 89k luôn đây. Nguyên bộ cái này bị dơ xíu, chị em mình phải giặt dùng nguyên nhá. Tắc lớn ấy, cũng lắm. 29 ngày đặng nhà ca. 29 đặng nhà ca. Bộ này, bộ này bị dơ xíu hơn này, chị em phải giặt dùng nhá. Nên mã tặng bộ luôn dùng nguyên 55 đổ về. Đây chị em mình tặng 89. Này không bao giờ có giá này, sĩ nhà Nguyên cũng đang sale là 105.000 cho chị Kiều Dung. 89 chị Kiều Dung. Cái này bị dơ xíu chị, em sale đó. Nha, lên luôn những mã tặng đá con này Boris size 55 đổ về chị em chút đẹp.
đá 49. Đá 49 chắc Boris nha, toàn đá nè. Cắt ra 49 cho hiền hiền. Nha, chốt lên luôn chứ mã đá, con này đi chị em 49 luôn luôn. Nha, áo đá 49, chị nào lấy áo đá 49 lên luôn dùng nha. Áo đá 49 con cao cờ. Hay lấy đá 49. Con này duyên duyên phải mấy con rồi nè. Xót lại con, 29.000 luôn. Này chắc đẹp lắm, Thu Thái. Thu Thái áo đá chưa? Thương Nguyễn. Nha, Thương Nguyễn. Rồi nha, lên luôn dùng cái này. Chốt lên, mèo chốt cho chị mèo chốt rồi đúng không? 29.000 áo nách. Áo nách nha, 55 đổ về chốt đẹp, nhưng mà chắc là duyên duyên đang 62 kg vẫn mang, nhưng mà em chốt 55 thôi nha. Lên mã 29.000, cầm em mã 29. Đây còn một cái quần bé này, 19k nát luôn nha, 19k. Xe này là xe dưới 10, xe dưới 10 nhé, tặng 19 luôn. Con này quần dạ, hàng Quảng Châu đó. Xe Bình Yên như còn đơn phải không mình? Chị em mình mà có đơn chịu khó mà tranh thủ chốt, chốt gom gom đi rồi để em đi đơn hai like nhé. Còn nhiều cái để trải ra mệt. Lên mã bé 19. Quần này đi chị em mình, bé 19. Chị Thương Nguyễn không chia sẻ thôi, bỏ qua những cái mã này đi chị. Chốt cho ai chia sẻ đi chị. Chốt cho ai chia sẻ đi nhá. Xe S 50-52 đổ về. 50-52 đổ về. Tặng quần 29 luôn. Tặng quần 29 luôn. Ưu tiên chị nào chia sẻ nha. Với những cái mã hàng xã này Nguyên sẽ tranh thủ chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Ui. Lên mã quần này, quần dạ xịn. Xe 55. Con này hàng đi nhập sĩ hơn 120. Rồi chính xác đi nhập sĩ vô 120 này. Nguyên đi luôn cho dạy mình luôn. Quần bé cho Ngọc Lan xịn. Sau này đây chị em mình 69.000, chút mã xịn luôn dùng Nguyên nhé chị em mình. Comment mã xịn luôn dùng Nguyên. Quần 29 cho chị Hoa Thảo. Quần 29 cho Hoa Thảo. Lên mã xịn, xe 55. 69.000 luôn, nót nhé. Hàng này đi sĩ vô 120 rồi đó chị em mình luôn. Đấy, lên mã quần xịn, con này quần dạ gân ấy, dạ gân ấy, đẹp lắm. Quần xịn. Quần xịn cho chị Thu Hiền. Ưu tiên cho chị là chia sẻ nha. Cái này đi nón luôn chị em mình, mã này tặng à. Thu Hiền đỏ. Áo Nguyên đang mang còn màu trắng, màu đen. Còn trắng và đen. Lên này, lên mã lên mông. Tặng 29k luôn, 55 đổ về. Bộ pyjama 129.000 nha chị Trang Lê. Nha, lên mã hồng. Lên hồng. Chút mã lên hồng. Tặng nót cho chị em mình là giá 29.000. Lên mã áo nắng. Áo nắng này size dành cho những chị em mình đến 65kg. Tặng 45 luôn. Giá này chọn giá tặng 45.000, tiên nổi không? Chị Bùi Ly không chia sẻ. Hồng Ánh Như có đơn chưa? Trả thủ chốt cho chị nào có đơn nhé. Bộ này em lên rồi mà. Hồng chị Ánh Như lên thông tin trên live cho em này. Áo nắng em đi luôn chị em mình là 45.000 luôn. Size này là size 65 nhé chị em mình nhé. Ưu tiên ai chia sẻ thôi. Lên hồng hết nhé. 45 chị Nana. 45 chị Nana. Bộ này 105. Bộ này không vấn đề, không bị dơ. 105, size 55. Bộ là đợt này tìm bộ khang lắm luôn chị em mình. Đợt này tìm bộ rất là khang. Nha, chốt lên luôn giúp Nguyên mã này là mã bộ. Nguyên đi luôn chị em mình giá 105. Comment mã bộ 105 luôn dùng Nguyên nhé. Bộ 105 chút lên luôn dùng Nguyên. Chị nào lấy bộ 105 giúp hát. Ở đâu được còn được một đôi giúp hát. Lên mã dép Thái 35k nót để coi sao gì. C38. C38 nha. Dép Thái 35.000 luôn. C38 nha. Bao này là không còn lộn xộn các kiểu đâu. Lên mã giá Thái 38, 35k nha chị em mình ơi. Chị nào lấy mã giá Thái, lên mã giá Thái luôn dùng Nguyên nhé. Cái này đang xe 95. Giá Thái Kiều Dung chị ơi, Kiều Dung lên một đoạn luôn chị coi ở trước đây. Kiều Dung. Ở trong nắng em chốt rồi nha. Ui. 95.000, cái này đi chị em 89.000 đi, 89.000 đó. Size này là size 60. Nha, lên luôn dùng mã khoác nam nè. Cái này riêng tiếp này là đi con này ok luôn. Nha, toàn bộ ở trong của nó rất mỹ. Áo nam nhé, 60 độ về 89 cao luôn. Nha, chị nào lấy áo nam, lên áo nam. Xây dưới 60 nha chị em mình ơi. Đi luôn chị em mình là 89.000. 89 nhé, chị nào lấy cái này lên mã áo nam 89. Giá Thái hết rồi. Áo nam 89 nhé. 105 em hết rồi chị 13. Chị 13 này bữa giờ đã đi được đơn nào chứ? Đã chốt được đơn nào của chị 13 nhé.
Lên mã áo nam cái tái em hết rồi chị. Con này xịn nè. Con này xịn nè, chị Thắm lấy luôn này hết rồi đấy. Lâu lâu nó rớt lại con trong hàng lẻ thôi. Size 62 đổ về, qua năm chắc cũng không có mã này. 62 đổ về nhá. Lên chung mã này hàng hãng, hàng nhàn ý, 62 đổ về nhá. Toàn bộ là theo. Cái nàng đeo chị mình 85 nghìn luôn đi. 85 nghìn, 79 nghìn luôn đi. Đó nhá, cho nó hết. 79 nghìn luôn. Nha, tặng nắng xịn luôn dùng cho chị em mình nhìn nét này nè, từ đường kim mũi chỉ nè. Nha, chốt lên luôn dùng mã này là mã nắng xịn. Xây số 2 đổ về xa 2XL. Dài, chắc, tướng. Đây lốt, nó luôn chị em là 79 nghìn. Hàng nó hàng nguyên sale mấy, trăm mấy. Đây nó luôn chị em là 79 nghìn nó cho nó gọn đó. Áo hẳn đó, áo nó áo hẳn. Cái này sao mà nó, trời ơi, nó hàng. Hàng còn nguyên, còn nguyên tát nè. Còn nguyên tát mà bỏ trong hàng lẻ gì. Comment mã chữ nổi. Nhào cái nờ này đây thì chị em mình về giặt dùng nguyên nhé. Trong hàng lẻ, lên mã tặng 20 luôn. Hơi nhào nhé, chị em mình chịu khó nhé. Kiểu gì thì chị em mình cũng giặt lại. Nha. À, khoác nam chốt cái chị 89. Khoác Minh Tâm Trần. Minh Tâm Trần đã chia sẻ đâu? Úc Anh kìa. Lên mã này mã 20k. Có 89 cho Úc Anh. 20 cho chị Kiều vô. Kiểu gì vậy em về phải giặt lại thôi. Hàng kiểu nổi nhà Nguyên đây, khổ nổi ra. 20 chị Kiều vô. Tặng bé con này đi chị em mình tặng 39k luôn. Tặng bé 39k luôn. Size 14. Size 14 đổ về. Tặng bé 39k luôn. Nha, size 14 đổ về chị em chốt ok. Còn đây chị em mình hàng ri nhé. À đây còn một con nắng xịn nè. Nắng xe 7 mấy gì? 89, con nắng xịn là 79. 79 nè. Còn một con nắng xịn xe 62, xe 2XL 79k nó. Trời, những con này là lỗ tẹt luôn ấy. Nè, chị em mình tranh thủ một phát, quá rẻ luôn. Lên mã nắng xịn. Nắng xịn nha, chốt cho ai chia sẻ thôi. Bé 39 chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Cho chị Lệ Huỳnh. Chị Lệ Huỳnh nãy giờ có đơn rồi đúng không? Lệ Huỳnh. Đấy. Lên mã này là mã nắng xịn, chị Nguyễn Lê không chia sẻ. Cái gì em bán tặng như thế này, em tự ưu tiên cho chị nào chia sẻ thôi. Này chị em mình mua con áo này giao ra giá 79 nghìn, hàng khác của nó nguyên giá của nó là 280 nghìn. Ê, cái quần này, cái áo đâu rồi? À, cái áo này, cái quần, quần sale rồi chị? Đâu, cái quần bữa nó cũng qua chị nữa là còn cái áo chứ. Cho em lên nắng xịn nha, cho Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng đang mang cho vừa trời. Cái số 2 đó Nguyệt Hoàng nghe. Bộ nam size 55 đổ về, bộ thể thao nam size 55 này. Bộ này size 55 đổ về chút đẹp nhé. Cái cháu không, cháu trên cho đồ tuyết. Nguyên cả bộ này đi chạy mình 85 nghìn. Nha, bộ nam. Còn tuyết cũng có chia sẻ đâu mà chốt. Chị không thấy họ chia sẻ hả chị? Ai chia sẻ nó hiện lên logo người chia sẻ mà. Rồi nha, cái nàng đi lúc trẻ mình bộ nam, thể thao nam nãy mới nói xong bao nhiêu tiền. Mới rồi nói xong. Ôi trời ơi. Tay 55 đổ về nha. Nguyên đi luôn chơi em mình luôn. 79 nghìn. Thì size 62 mà em nói size 2XL mà. 79 nghìn bộ nam ai nhanh tay có. Trời ơi, bộ này chắc đẹp. Chắc đẹp, xịn. 79 nhưng mà còn size nhỏ thôi. 57kg đổ về là size M đó. 57 đổ về là chút đẹp. Con này nắng lanh 2 lớp, hàng công ty. Hàng công ty nhá. Nắng lanh 2 lớp. 79 giai đoạn nhà ca. Con này nắng lanh 2 lớp hàng công ty. Hàng chị em mình đi mua 2 lớp là 150, 180. Bán tặng cho chị em con này. Size chị em mình 50, 52 đổ về, size M. Size 50, 52 đổ về, size M nhé. Cái này em đi luôn chị em mình luôn. Bán tặng luôn chị em mình mã này là mã tặng 99 nghìn. 2 lớp xịn nha chị em mình, hàng công ty ấy. Hàng công ty á. Hàng này hàng công ty lên xe nè. Lên xe. Chốt luôn cái nó giùm em. Lên mã này là mã 99k đi, size 50 đổ về chị em mình chút đẹp nha. 2 lớp Trường Nguyên nha, lan 2 lớp. Chị Cẩm Thi Hồ. Cẩm Thi Hồ. Bộ 79 chút rồi hả chị? Cẩm Thi Hồ. Cái bao này là bao hàng lẻ. Cái này là bao nhiêu? 99k. Rồi lên chung mã này là mã quần 52 đổ về. Con này là quần dạ nhé, 52 đổ về. Nhưng mà dạ này dán dán công sở chị em mình đi làm vô tư. Nhá quần dạ chị em mình 69 nghìn luôn, dán này dán công sở nha chị em mình đó. Nha, dán công sở. Chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này nhé. Chị ơi, chia sẻ đâu có chia sẻ công khai đâu. Nên là nó không hiện lên logo người chia sẻ.
phải chia sẻ công khai. Nó mới hiện lên logo người chia sẻ được nha. Lên mã quần công sở 69 là quần và quần dạ đó. Thế là tối rồi lên rồi mà không cho thôi chứ. Quần đen thì mấy cái bộ lon đấy. Bảo lên mà lên có thấy là like có thấy chốt đâu. Áo nhung. Áo kiểu nhung, xe 50 độ về tặng nó con này 29.000 luôn. Nắng hết rồi chưa? Nắng hết rồi, nắng 99 em hết rồi. Áo nhung kiểu nè. Xe 52 độ về tặng nó 29.000 nhé. Lên mã tặng áo nhung 29. Rồi hết thằng lẻ rồi đấy, ba thằng lẻ. Rồi lên luôn dùng mã này. Chốt lên luôn dùng mã này là mã tắc. Tắc này tắc người lớn nhé, tắc nữ người lớn. 45.000 luôn. 45.000 luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã 45.000 năm đô. Thằng rẻ. Chị em mình mua 15.000 một đôi là giá rẻ. Không, 18-20.000. 15 là 15.000 đúng không? Là chị em mình mua 75.000 một set này. Nên chị em 45.000 mua nhà nguyên. Mỗi thứ ít thôi. Mỗi thứ là rẻ hơn ở ngoài tầm 15-20k thôi. Là chị em mình tiết kiệm được bao nhiêu? 20k là chị em đã tiết kiệm mua 3 món. Tiết kiệm 60.000 rồi. Nha, lên luôn chung mã này là mã tắc. Comment lên tắt luôn dùng nguyên nhé. Chốt tắt cái này hàng lẻ rẻ thôi. Tắt đang còn 2 set. Toàn bộ hàng là hàng người ta chốt rồi đấy. Mà Nguyên không bán 45 đâu. Đấy còn 2 set. Đây luôn trẻ mà là 4. Tắt cái gì Thu Lan set. Thu Lan set. Áo gu. Comment lên gu. Gu này gu nam. Gu nam. Gu nam size 65. Gu nam size 65. 120.000. Nắng gu nhỏ Nguyên thôi bao chắc nhé. Tắt cái gì Thanh Mai luôn. Áo lộn lộn cho chị Ánh Như luôn. Thu Lan và Ánh Như. Áo gu nam nhé. Toàn bộ mũ của nó thể tháo rồi ra được chắc. Gió mềm lắm. Chị nào nhận áo gu rồi? Chị nào đã nhận áo gu nam rồi? 65 đổ về nhé. Tắt chút đi chị. Tắt cho Thu Lan, Ánh Như. Gió gu nam nhé. Xây 65 đổ về. Nhẹ nhàng thì là mua con này cho anh chồng mang quá. Quá ok như vậy mà. Nha 120. Chị nào lấy gu nam. Gu nam cho Kim Sinh. Kim Sinh. Kim Sinh. 120 cho Kim Sinh. Rồi hết cả hàng lẻ. Lên mã này là mã sơ mi. Chưa chị Thanh Mai ơi. Chị Thanh Mai lên sao rồi. Lên sao rồi. Cho chị Thanh Mai chia sẻ rồi, cho chị Thanh Mai một sách tắt đi. Khanh Hình một sách tắt nữa chị. 45.000 đi. Thanh Hình với ai nữa? Thanh Hình. Từ 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 từ, Thanh Mai, Hoan Huỳnh. Thanh Mai và Hoan Huỳnh. Cái này chốt cho ai chia sẻ thôi. 45.000. 45.000 cho chị Bùi Ly. Ôi trời ơi. Con này đẹp ấy, con này mang trẻ mình mít cái quần đùi cũng đẹp, gần như là phủ mông. 45.000. Các chị Bùi Lê. Các chị Bùi Lê. Thun Thái nha. Nhưng mà chị em 50 đổ về thôi. Thun Thái nha. Mà mang dạng crop top cho chị em mà nói. Cái này đi chị em mình 39 luôn đi. Thái 39 luôn. Chị nào lấy Thái 39 lên Thái 39 ra luôn dùng đi nha. Thái 39 thì ai lấy Thái 39 lên Thái 39 lên chị em mình cọc cho nó đẹp. Nhưng mà còn có từng này con. Còn có đúng từng này con thì chị em. Con này chắc có tông tàu chế. Mua con này đi. Mua ngay con này đi. Mua ngay và luôn con này nha. Có hai cái thôi. Tay chị em mình 60 vô tư nha. Đây quay cận luôn chị em mình. Chắc con này là chắc cốt tông tàu chéo nha. Đẹp lắm. Này. Này. Mà mang cái này á. Mượn ngố còn chị ơi. Còn còn. Mang cái này chị em mình để ý. Nó không quá dài đi chị em mình. Mấy chân váy cổ cũng được. Luôn không có 70 chị ơi. Luôn không có 70 chị nhá. Này. Đẹp lắm, mà để mang đẹp á là trẻ mình tầm 57-58 đi, chút nữa cho nó ok. Nha, lên luôn trường mã này, mã tặng hoa cúc 78.000, toàn theo nhé. Tặng hoa cúc 78. Mang lên con này trẻ mình lại phát hết, mà hết hàng rồi. 78.000 hoa cúc nha. Có tông tàu chế không có con. Nha, chị nào lấy hoa cúc lên hoa cúc luôn dùng nguyên. 78.000 đi nha chị. 78.000, sọc vàng này có đúng một con. Trẻ mình 60, trẻ mình vẫn mong trang được nhé. Mà chút mà để mang đẹp là 57-58 đổi về thôi. Rồi nha, lên luôn dùng mã này. Comment lên luôn chung mã này là mã sọc vàng. Mua đi chị em mình ơi. Mấy khi có con này 60-62 vô tư nhé. Riêng con này 60-62 vô tư. Lên mã sọc vàng 78.000. Nhà Nguyên nó thật sự là bao giá luôn chị em mình. Đi ra ngồi mua chị em mình mua này mua tú.
Chắc lên tầm khoảng 30 nghìn mới ra được con áo này. Phải lên lên 30 nghìn nữa mới ra được con áo này. Lên mã sọc vàng size là size 60-62 này. Lên mã sọc vàng này có 1 con thôi. 60-62 78 nghìn nhé. Lên mã sọc hồng. Mỗi thứ mỗi màu có 1 con thôi. Có chị ơi. Bộ heo hồi tối à? Heo còn. Hoa cúc em hết rồi. Gom đơn sau đi chị ơi, chốt đơn ok rồi là bỏ qua rồi. 239 gì bên tâm càng không chia sẻ. Con này 62 vô tư như vậy mà nó. Sọc vàng cho chị Ngọc Ly sang trọng. Ngọc Ly sang trọng đã có đơn đi lần nào chưa? Đi rồi. Trời ok. Lên mã này mã sọc hồng, cái này form to nhé. Form chị em 60-62 vô tư luôn. Mà chắc những con này mà nhận hàng về chắc 6, không cần mua hàng nữa. Nàng Nguyên tự tin nói luôn ý nha. Đây luôn những mã này mã sọc hồng, 78.000 sọc hồng. Có được hai con sọc hồng, một con sọc màu kem kem. Cái này mang chị em mình mít chân váy cũng đẹp mà. Mít chân váy hoặc là chị em mình mang với quần legging. Lên mã này là mã sọc kem. Sọc kem này, form này nó ngắn hơn nha. Lên mã sọc kem. Đây luôn chị em mình là 78.000 nha. Chị nào lấy sọc kem nên sọc kem luôn dùng đi nhé. 78. Sọc kem 78. Sọc hồng cho cô Thu. Sọc hồng cho cô Thu. Lên mã sọc kem. Dạ cái hồi tối em chốt rồi, gom đơn sau chị nghe. Gom đơn sau giùm em nhé. Rồi nhá, lên mã to, sọc to. Sọc kem này là form nó ngắn hơn. Lên mã sọc to. Sọc to vàng. Hoa cúc em Minh Tâm Trần không chia sẻ. Cái gì mà em sale xả sẽ lỗ là chị em mình chia sẻ đây nhá. Rồi nha, lên luôn chung mã này là mã vàng to hoặc là kem to nhé. Vàng to hoặc kem to. Đi luôn chung. Ui con này chắc này. À cho em lên xếp chip không chị. Con này chắc này. Nhanh tay con này đi chị em mà nói. 49.000. Có tông tàu nhé. Nhưng mà mang form này là phủ mông giáo quần luôn ấy nha. Nên luôn những mã này là mã mặt cười. 49.000. Chắc có tông tàu nha. Rồi tiếp cái này còn ít nè. Cái này mình sẽ tách 5 nhé, tại vì có màu lọc. Có màu lọc mình sẽ tách 5 nhé. Hàng trẻ mình thấy người ta bỏ hộp vừa là 85.000. Một hộp 5 con. 85.000 một hộp 5 con. Nhưng mà cứ hộp bao nhiêu tiền. Sọc kem cho Hồ Phượng. Sọc kem người ta chốt rồi chứ. Cái này mang càng rộng càng đẹp chị ơi. Cái form em đang mang này, nó càng rộng nó càng đẹp. Vàng to chị đoàn tiếp. Cái này mang càng rộng càng đẹp. Em nói thiệt luôn ấy, tùy form. Tùy form ấy. Giống như là dạng mang khắp đi. To to ra mới đẹp. Em 50kg em mang được. Chị 55kg mà sao không lấy được. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên mã này. Mã tặng tặng chip luôn dùng nguyên. Con này là hàng kháng khuẩn nhé. Hàng này người ta bỏ hộp vào là 85.000, 75.000 một hộp, 5 cái. Toàn bộ là lớp lót kháng khuẩn, hàng đẹp như vậy em mà nói. Size dạ mình 60 mang ok luôn, hàng giảm nhiều này. Lên mã 55.000 5 con luôn, cái này còn quá ít. Lên mã chip 55.000 5 con. Chị nào mua một set 10 ấy, là sẽ là giá 105.000. Cái này là chip sọc nhé. Chip sọc cái này có lên trang cá nhân ấy. Chị mình ấy và hàng này hàng giảm nhiều. Lên mã tặng chip 55 5 con. Này quá rẻ luôn. Chị nào chưa mua chip này tranh thủ mà phát nhé. Chip này chip cotton, hàng thông hơi, à quên lộn, hàng kháng khuẩn. Thì cha, chị nào lấy mã chip lên chip luôn dùng nguyên 55.000 và 5 con. Mua dòng nguyên chị em mình tiết kiệm rất là nhiều tiền. Hay chị em mình 2 tháng người nào người ta bán cái này là 75.000 5 con. Nói chị em mình có thể sợ lãi ngồi. 75.000 5 con đấy. Mua đi chị em mình 55.000 5 con. Chị nào lấy tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhé. Thì cha, chị nào lấy cái này lên cho mã mặt cười. Mặt cười đi luôn chị em mình là 49.000. Ôi cái này hết pin rồi ta. Chị sạc luôn cái pin này dùm em đó. Cắm luôn cái pin này dùm em đó. Được 20%. Rồi cho qua mã. Qua nha. Lai trưa cũng như lai tối cũng như lai trưa. Chưa ít quá. Rồi lên mã tặng hot đi này nè. 52 đổ về. 52 đổ về là chị em cho ok. Hồng loan hoàng. Hồng loan hoàng. Cái này lên luôn những mã tặng mũ. 52 đổ về là chị em cho ok. À xây mờ. 52 đổ về. Con này nỉ của nó là nỉ tàu như vậy mình để ý. Cái nụ nỉ của nó này. Con này trong này gần như là nhung luôn. Con này gần như là nhung luôn. Cắm luôn cái sạc thì nói gì.
Size 50 đổ về, 52 đổ về chị em một chút đẹp luôn, sặc luôn. Đầu to nữa đó. Đầu to nữa. Con này size M dòng nỉ tàu nhá. 52 đổ về là chị em chút đẹp con này. Đi nó luôn chị em mình, con này giá 65.000, size M thôi chị em mình ơi. Nỉ tàu nha. Này chị em mình nhìn phần trong của nó. Không phải hàng nỉ lông đâu. Đấy, chốt lên luôn những mã này là mã mũ 65.000. Size 52 đổ về là chị em chút ok. Em không với chị Văn Suri, có cái gì em lên cái đó, biết em có cái gì đâu mà gọi em lên. Nhà em có cái gì em lên cái đó chứ. Rồi nha, lên luôn dùng cái mã này là mã mũ 65.000. Nha, mũ 65. Mũ 65 cho chị Mai Nguyễn không giấu. Cái này quá rẻ luôn chị em mình này. Nỉ tàu nha. Không chạy nỉ xổm nha. Đấy, 65. Rẻ quá luôn. Áo hết đi mà riêng đi chị em 65 thì quá rẻ luôn. Cái gì nỉ thường bán cho chị em giá rất là rẻ. Ví dụ chị em mình hỏi nhiều đi, chị em giá cực rẻ luôn. Cho Phạm Hương quen cái. Phạm Hương quen cái toàn một cái này xe. Rồi cái này 55 đổ về CL. CL 55 đổ về. CL nhá, 55 đổ về là chị em chốt đẹp. Nguyên đây luôn chị em mình, mã này là giá 65.000, giá này chỉ có nhà nguyên bán thôi. Thật sự luôn. Đấy, cái này chị em mình mua về cho con trai lớn cũng ok. CL 55 đổ về là chốt đẹp nhá. Lên mã L 65. Chị nào lấy L 65 chốt lên L 65 dùng nguyên đi chị em mình nhá. L 65k. Mấy hôm nay thấy buồn buồn vậy trời. Sao mà thấy buồn buồn vậy. L 65 nhá, chị nào lấy L 65 lên L 65. Còn M với L thôi nha. Một con S dưới 50. M cho chị Úc Anh này chị. M Úc Anh. M Úc Anh. Rồi ok, chị nào chưa có thì lên luôn dùng mã mũ kèm size. Có một con S dưới 50 nhá chị em mình. Một con S dưới 50 là chị em cho ok. À, cho em lên màu nu nó luôn. Cho em lên một màu. S kìa chị. Màu này size S nè. Dưới 50 chị em mình mua cho con trai lớn là được. Mua cho con trai lớn, con gái lớn cũng ok luôn. Này. S thì cầm thi hồ, thấy chị S. Cái nào này size S nè. Lên màu xám size S nhé. Này, chị em mình quay cận luôn, chị em mình xem cái phần trong của nó này. Đẹp chưa? Không phải hàng lông xổm xổm nha chị em mình nha. Đây. Đây, chốt lên luôn dùng cái mã này. Comment lên luôn dùng mã này là mã xám. Xám CS, xám này CS. Xám SML cái này còn 3 cái. Xám SML cái này còn 1 riêng. 129.000 nhé chị Mai Văn ơi. 129.000 con bộ đang mang phía sau, đang treo phía sau. Rồi lên chung mã này là mã xám. Xám SML có 3 cái, size 55 đổ về là chút đẹp. 3 cái mà đi 65.000. Nha chị nào lấy xám lên xám luôn dùng nguyên nhé. 1 S 1M 1L 65.000 nhé. 129.000 nhé chị Mai Văn ơi. Rồi ok, qua mã đi. Ôi chào ơi, view chán quá. Em lấy cái này. Cái này đẹp nè. Cái con tàu à. Ôi trời ơi. Lên ngay cái này đi chị em mình ơi. Con này là có con tàu nè. Cái này có 2 con thôi. Size 60, 62 đổ về chị em một chút đẹp. Để chị em mình nhìn form. Đẹp chưa? 60, 62 đổ về nhé. Lên luôn dùng mã này, mã bò hồng. Bò hồng, còn cực kỳ nhiều mã. Hàng nhà nguyên rất là nhiều luôn. Mà view yếu là biến lên lắm. Đây luôn chị em mình, con này 49.000. Cái này cũng có 2 con thôi. Huyền có nước ấm huyền. Cho ông đây. Cái này đi chị em mình 49.000 đúng 2 con thôi. Chị nào lấy cái này lên mã bò dùng nguyên nhé. Bò hồng. Size 62, cao 65 vẫn mau ok. Chị bây giờ mình nhận được hàng chưa? Nhận được đơn chứ chị ơi. Lên mã bò nhắn có 2 con. Size cho chị em mình 60, 62 vô tư nhé. Nguyên đây luôn chị em mình là giá 49.000. Chị em mình tranh thủ cái này. Lên mã này mã chữ vàng. Wow, thung thà. À quên, thung có tông tàu 49.000 mà. Thế im ra lúa này. Chào ơi chị ơi. Lên mã này là mã nách. Cũng phải nách đâu, dạng hơi dơ 49.000 luôn, size 60, 62. Nha, lên luôn dùng mã chữ vàng. 60, 62 là chị em cho ok. Đây. Đây.
bà Gia nhận được đơn chưa? Sao dưới 50 chị Nana? Sao dưới 50 là chú ok? Lên mã phối. Sao chị em 60 mang được? Cái này chị em biết chân váy cũng đẹp. Đây chị em 49.000 con này chắc Boris nhé. Boris, chị nào lấy mã chữ 8 lên mã chữ 8 luôn dùng đi. Hàng này toàn bộ là hàng xịn hết, hàng đắt tiền không dễ mình nhé. Đây luôn chị em mình 40.000 con. Rẻ quá thể. Rồi tiếp luôn dùng cái này. Chị thấy gọi. Lên mã này là mã vàng size 65 độ về. Có tông tàu 49.000. Chị nào lấy cái này lên nhé. Ôi lên cái gì đây chị em mình ơi, xinh sáng quá. Mấy ngày đều như thế. Trời ơi. Lên này là tí hàng quá. Cắm cắm cái sạc của chị nghe chứ không thấy pin á. Bên ngồi em cắm ngồi nó luôn rồi. Sạc em cắm ngồi luôn rồi. Rồi tiếp luôn. Cái này còn mấy bộ nè. Cái này còn mấy bộ nè. Lên mã bộ bé. Size bự nhá. Cái này size bự. Size này. Bộ ngố thái à. Vi trắng trường này. Chị em mà xem like mà chả tương tác gì cả. Rồi cái này size dành cho những chị quên cho bé nhà mình 35. 35 kg còn đứa nào cao ốm đến 40 kg nghe rõ số kg dùng nguyên nhé. Cái này còn được 5 bộ thôi. 5 bộ thôi. Lên mã thỏ bé 65.000. Có 5 bộ thôi nhé. Size dành cho bé nhà mình nếu như mà mất bóp ấy là 35. Còn đứa nào mà cao cao ốm ốm đến 40 kg nhé. Để ý cái số kg. Đi chị em mình mã này 65.000. Hàng này thường là nguyên chạy 85.000 nên chị em mình. Để ý luôn dùng nguyên nhé. Lên mã bộ thỏ 65. Còn được 5 bộ thôi. 65.000 nhé. Chị nào lấy bộ thỏ lên bộ thỏ 65 dùng nguyên. 5 bộ thôi không có nhiều nha. Chị nào lấy lên 65.000 bộ thỏ. Chị nào lấy thỏ lên thỏ. Bộ ngố nguyên làm biến mà cứ mở ra cái mở từng cái mà xong đứng đơ đơ đơ. Mày lắm. Lên mã thỏ. Chúc lên thỏ dùng nguyên nhé. 65.000 thỏ. Có 5 bộ thỏ. Ai lấy thỏ lên thỏ luôn dùng nguyên nhé. 65.000 thỏ cho chị Thanh Mai 1 bộ. Thanh Mai bộ. Ok Thanh Mai bộ. Số 3 đó là chị gì? 65 thôi. Bà ra. Ô bà ra. 65 thôi. Cho lên bán tặng luôn. 65 đi. Ra lộn xộn. Cho lên tặng luôn. Ok Thanh Mai có rồi. Thanh Mai có rồi nha. Ôi bà ra dây nè. Bà ra dây hôm bữa bao nhiêu chị em mình hỏi không có nè. Sắp được 3 cái. Lên mã này là mã 35. Được 2 cái thôi. 2 cái thôi. Thanh Mai có rồi chị ạ. Cái này có hai cái thôi, cái này chạy mà sống vô tư nhé. Hôm bữa bao nhiêu chị hỏi cái này hết hàng. À, đưa hai cái cho anh Trâm, có 1 cái, có 1 cái. Thỏ bé gì Phạm Du, thấy chạy Trâm hai cái này. Mình 1 cái, mấy mẹ có 1 cái trắng. Đó. Rồi còn cái thôi. Không, mà bé trai em hết rồi. Mã này đi 35.000, cái này toàn bộ ở trong có mốt. Nhiều chỗ nó order là 75.000 một con này chị em này. Đấy, bộ thỏ cho cô Thu bộ. Bộ thỏ cho cô Thu bộ. Bộ thỏ đây chị này, cô Thu bộ. Rồi nhé, bà ra con này còn con 35.000. Chị nào lấy tặng bà ra 35 lên tặng bà ra 35 luôn nhé. 35.000 một em nha, còn sót đúng một em duy nhất. Quần gen nè, quần gen nè. 5 cái, 4 cái thôi. Bà ra chị Hoàng Phúc. Bà ra chị Hoàng Phúc. Cái này có 4 cái quần gen. Quần này là quần gen mông, à quên. Gen bụng đang mông. Sao chị em mình 60 nha, cái này hàng 49.000, hàng lẻ ra 49.000 cái nè. Cái này cũng đi luôn chị em, bên này còn sót được 4 con. Không ráng được con nữa, đi combo trời. Lên mã gen đi, 75.000 5 con. Coi con nó còn sót không. 75.000 5 con quần gen bụng nhá. Thường là nếu như mà lẻ ra là nguyên bán dễ mà là 18.000 một con. Còn hàng người ta bán dễ em 49.000 con. Đấy, chốt lên gen bụng luôn dùng nguyên. Gen bụng nhá. Đây chị em mình 75.000. Ai lấy gen lên gen. Quần gì đó, quần tập à. Này cái quần nam, ở đâu sót được cái quần nam gì trời. Sót được cái quần nam. Lên mã 10.000 đi. Ai đang có đơn chốt nhé. Hàng này cũng đang đi combo 49.000 năm, à 3 con.
Lên mã quần nam 10K. Ai đang có đơn lại chốt nhé. Quần tập 29.000 được con hai con. Quần tập 29.000. Ai lấy mã quần tập lên quần tập tay chị em 64 nhé. Quần tập cái này chị em mình mang trong váy cũng được. Bỏ cái áo bà ra nó còn thì để up lên cũng được chị. Up lên cũng được. Cái nào còn nhiều để up lên cũng được. Còn cái cá nó còn hả? Cho chị Diệu Hùng. Diệu Hùng. Mười cá. Tặng luôn. Tặng luôn cho nó gọn. Cái này còn ấy thì để up lên được nè. Còn mão thì up lên được. Có ngực này có cá. Con này chắc đẹp. Đang sale con này là 59.000 con. Size 34 nhé, size 34 nhé. Lên mã này 39.000 luôn. Size 34 thì chị em mình ơi. Bữa nay mất dây rồi chị ơi. Mất cái ray rồi. Thôi, 29.000 đi để chị em mình về mua cặp dây dây trong nhé. Tặng 29.000 để chị em mình về quần tập cho chị Thu Võ có đơn chưa? Cái này tặng 29.000 vì mắc một cái dây bên rồi nè. Chị em mình 29.000 chị em mình mua thêm, nếu chị em mình có sẵn dây trong rồi chị em mình mang nhé. Size 34. Size 34 chị em mình nhìn năng mông, áo quên lộn, năng ngực. Chánh như 29.000. Chị mắc cái dây nha, em báo trước đấy. Sale để chị em mình về. Rồi cái này còn sót, cái này đang đi chị em mình 145.000 một cặp. Cái này đi chị em 135.000 luôn nha. Quần nam hết rồi vậy. Hết rồi nè, sót lại tẻ thôi. Size 38. Hàng này đang đi chị em mình 149.000 đúng không? Hàng này bao sướng luôn nè, chạy bao nhiêu đợt này. Cái này Quân đi luôn cho chị em mình là giá 100. $35.000 đó. 135. Một cặp này xe 38 nhé. Cặp này xe 38 nha, 135.000. 135. Cái này ngực này chị em mình mặc nhà thôi. Không nhỏ nhỏ chị em mình mặc nhà thôi. Nhà rồi lên chung mã này là mã ngực. Ngực này tặng nót luôn. 15k đi. Tặng 15k đi. Ngực này size nhỏ nhỏ thôi. Có mốt con nó đẹp lắm. Con nó cũng chạy số lượng cực kỳ nhiều luôn ấy. Bao nhiêu đợt hàng. Riêng mà ngực thì là nguyên thường. Ví dụ như nhiều khách hỏi nhiều quá, về 2 lần. 2 lần 2 đợt. Còn cái này về tầm khoảng 5 đợt rồi. Sót được cái cá. Cái này còn cái này size nhỏ nhỏ size 32 thôi. Tặng 15k đi. Size 32. Như vậy nào đi 34 vẫn mang được. Nhá. Ngực mỏng ở nhà tặng 15k. Thì nào ngực to bán này cũng được. Ngực size 32 thôi. 15k nó. Thật sự là em không dám lên hàng mới chị em mình ạ. Tình trạng view như thế này không dám lên hàng mới luôn á. Hai cái 135 chị Đặng Nhã Ca. Một cái này size 34 hết nè. Người ta chốt rồi chị Thanh Mai ơi. Hãy giai 39, 29 người ta đã chốt rồi. Chị không có. Cái này toàn bộ size 34. Cái này cũng cực chạy. Ai lên luôn những mã ngực đẹp luôn dùng này nhá. Toàn bộ là su xịn pha ren. Size 34. Size 34 nhé. Cái này là size 34. Cái này cũng đi luôn chị em mà là 65.000 một em. 65.000. 60.000 luôn đi. Còn được 3 cái đó. Size 34 nhá. Ngực xịn nha. Này pha ren. Pha ren, chị nào lấy cái mã này lên mã 60. Nhưng cái mã ngực này giờ đi tìm hàng không có hàng bán đây. Bao nhiêu chị hỏi ngực ngực mà đâu có hàng đâu. Nàng còn lại tả xe 34, chị em mình 36 vẫn mang được. Hồi nãy ai nói quần nam. Quần nam còn cái à. Còn cái nè. Bỏ chị Đặng Nhã Ca đi. Đặng Nhã Ca nè. 10 cây Đặng Nhã Ca nè. Rồi nha, lên chân nào. Đặng Nhã Ca. Lên mã ngày này ngực 60k xe 34. 60k và xe 34, chị em mình tranh thủ đi. Này toàn bộ hàng xịn không ấy. Rồi nhá, lên mã này là mã ngực hàng xúc. Hàng xúc này đi chị em mình 79k luôn. 79k, hàng này tác của nó là 249.000 cho chị em mình thôi. Cái này là hàng xúc. Đang còn cái size 36. Lên mã xúc 79.000, 75.000 luôn đi. Chị nào mà hay xài hàng xịn là chị em mình biết hàng này. Nha, lên luôn những mã ngực xúc, hàng xịn ấy. Đi luôn cho chị em mình là giá 75.000 size 36. Chị nào lấy xúc, lên xúc luôn dùng luôn nhé. Không có ngực mỏng size 36 có hàng xúc đó. Lên mã tặng bra. Bra này đi chị em mình 29.000 luôn. Tiếp với chị em mình rồi. Con này đi 29.000 tiếp luôn. Bra. Xúc chị Thu Võ. Xúc Thu Võ xúc đây nè. Cái này lên mã bra luôn dùng luôn. Mốt của nó 75.000. Mốt của nó mốt vừa phải. 29.000 luôn.
thu vỏ. Mốt vừa phải vậy, không không dài. Cái này có một cái tặng nó luôn, 29.000 bà ra. Size 55 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Nha toàn bộ ở trong. Bà ra, cảm ơn chị Giê-xu Anh Khoa nhé. Bà ra cho Thảo Lan. Bà ra cho Thảo Lan. Cái này lên mã thông hơn, size 34 còn cặp. Còn cặp. Hàng này hàng máy hơn nè, 139 thôi. Phải không? Đi 129.000 đi. Bà ra 29.000 thôi à. Lỡ. Lên mã này là mã thông hơi dùng nguyên nhé, size 34. Nguyên gửi áo nắng hàng mình về. Ok chị ơi. Lên luôn nha, 34 vậy mình đi 36 vẫn mau ok. Nha, 129.000. Từ từ cho em xếp nó. Thấy. Thấy bà ta rồi. Thì chị đặt cái chị chốt cái nái chứ biết đâu. À rồi ngực size 34. Ngực size 34, cái nó một cặp đó. 129.000. 129.000 luôn. Cái này bao chạy mình giá luôn. Cái này còn cái nè. Còn bra luôn, bra dây này nè, 29.000 luôn. Này 29.000 chuẩn giá tặng luôn, bán cho vui đây nè. Chị em mình nhìn nè, lên mã này là mã chéo đi. Cái này chị em mình 60 vẫn mang ok nhé. Toàn bộ có mốt hết rồi. 60 chị em vẫn mang ok con này nha. Lên mã này, chốt mã này là mã 29.000. Comment lên mã 29 giúp Quyên nha chị em mình ơi. 29.000, chéo 29. Trời ơi, 29.000. Này cũng 29.000 luôn đi. Này nhanh có nè. Đời nào đi nhập ra được giá 29.000 cho áo bra này. Này, đẹp chưa? Lên mã chéo 29 form này chị em 60 vẫn mau ok. Lên mã phối 29.000 luôn. Chị nào đang có đơn đã chốt nhé. Còn chị nào không có đơn đừng chốt những cái mã này. Bắt công em trải ra mệt lắm. 29 giờ Thanh Mai. Rồi nhá, lên luôn dùng mã ngực. Xe 36. Ngực 36 lên mã chữ. Chữ năng đi chị em 45.000 luôn. Chữ này ha, ba lộn mấy tiền mới vừa đọc trong cái 39.000 luôn. 39.000 luôn và xe 36. Xe 36 nhá, giá này chị em mình không tranh thủ phát tiếp lắm luôn. Giá này chuẩn là ủa, giá nguyên dọn kho. Chuẩn giá dọn kho này. Comment lên luôn chung mã này là mã 39.000 ngực. 39.000 ngực. Kéo ngực đi. Đi nhập vô giá cao tầm 39.000. Sợ thì cái chứ. Nguyên cũng sợ Nguyên luôn. Đây là Văn có chia sẻ đây chị. Văn chia sẻ. 39 giả Như. 39 giả Như. Đây có con chip nam này ở trong nó còn nè. Chip nam này mới đăng nè, ở trong nó còn. À để biết xem. Nào hết rồi còn lại cả cái. Rồi lên mã này mã xúc âu. Cái này chắc là nhiều chị xa lạ cái mã này. Tại vì ở mình nó toàn một cái này đắt quá không mua nổi cái này. Cái này là mã xúc âu nhá. Cái này dành cho những chị em mình hay mặc váy á, mặc váy body. Chị nào mà cục trên mở, cục dưới mở size 36. Mang cái này định hình rất là tốt. Nha, lên luôn chung mã xúc âu. Mốt của nó mốt vừa phải. Nguyên đây luôn chị em mình con này tặng 59k luôn. Xúc âu nha chị em mình ơi. Cái này chị em mình dành cho những chị nào. Dành cho những chị nào mà gọi là hay mang body, váy body ấy. Nha, từ từ. Ngực màu xanh 34 còn. Em ngực màu xanh size 34. Không, em đi một cặp, em không đi lễ. Em không đi lễ nhé. Lên mã này là mã xúc âu. Nãy mới nói xong bao nhiêu tiền. Mới nói xong bán mấy tiền. Hàng nàng 200 mấy một con này chị em mình. Dòng xúc âu nha. 59.000 đi. 59.000 đi. Cho chị thu hỏ. Con này hàng công ty này. Con được từng này đôi tắt. 2 4 6 8 10 12. Thế Nguyên đi combo 6 đi nhá. Nguyên đi combo 6 đôi nhá. Cái này đi chị em mình 6 đôi. Cái này của nó là
cổ thấp, hàng công ty, hàng tạ, giá của nó là 20.000 một đôi này. Cái này Nguyên Ly luôn trẻ mình là 50k đi, 6 đôi. Cái còn thằng này thì là dọn kho luôn, 50k và 6 đôi dù Nguyên nhá. Chưa tới 10.000 một đôi. Sợ chưa? Thôi kệ con có từng này cái đại luôn. 12 đôi thì Nguyên tách combo ra 6 đôi nhá. Lên mã tặng tắt, có màu đen, màu đen và màu xám. 50k 6 đôi. Nha chị nào lấy mã này lên mã 50. Cho chị Thảo Lam này. Tách màu ra cho chị hai màu thôi, bỏ đều luôn giùm em. Có 2 set thôi. 2 set 6 đôi về giá 50k. Sợ chưa? Giá này sợ lắm luôn ấy. Và ra này cái này hơi bị bụi xíu trẻ mình. Thì màu trắng mà nhà Nguyên vải nhiều, bụi vải nhiều. Tắt cái gì Thanh Mai này chị em về giặt cho Nguyên nhé. Thanh Mai Thảo Lam. Phủi nó ra nhé. Phủi nó ra. Bụi vải nó dính màu trắng, bụi vải nó dính. Tặng nó luôn 50k 2 con. Cái này dính bụi vải thôi chị em à nhá. Tại vì hàng nhà Nguyên vải đồ nhiều á. Màu trắng nó dính với bụi vải xíu chị em này giặt cho Nguyên. Bà ra dai 50k 2 con luôn. 60 vô tư nhé, có mốt luôn chị em à nhá. Màu trắng dễ mang này. Nha Nguyên nói trước nha, cái nào mà có vấn đề là Nguyên báo trước hết rồi để chị em mình nhận hàng về cái ô sao này nha. Chị Thanh Mai có rồi, và ra thì Thảo Lam, Thảo Lam 50k 2 cái luôn. Giá chuẩn, giá dọn kho, xả kho đấy. Con này lên mã xúc, xúc này xúc dài 75.000, 34B là 36. Lên mã này là mã xúc 75k luôn, xe 36 với chị em mình đó. Đây, hàng hiệu này nhé chị em mình nhé. Đây chị em mình thấy cái này là toàn bộ chị em mình đi vào vào showroom của nó là 240.000, 249.000 này. Này đây chị em 75.000. Còn một con. Xe 34B là 36 chị em mình nhá, 36 mà ok luôn. Nha lên chung mã này là mã xúc đen đi. Xúc đen. Xúc đen đi luôn chị em mình là 75.000. Chị nào lấy xúc đen, xúc đen xúc đen luôn rồi nhá. 75.000. Còn một con quần tập. Hai con quần tập 29.000 con thôi chị em không chọn mà. 29.000 con nhá. Cái này chị em mình mang ở trong, ở trong váy cũng được, không cần là phải là mang đi tập nhé. Ở trong váy cũng ok nha. Chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Nguyên đi luôn chặt xong hơi xe 34 thôi chị ơi. Đây luôn chị em mình mã quần tập, cái này chị em không chọn màu nhé. Không chọn màu nhé. Sale not luôn cho chị em mình luôn. Ui. Lên mã này là mã xịn đi. Đen 36 hết rồi chị ơi. Đây đây. Tao trên này 4 con. 7 con, 2 con, 6 con. Lẻ tẻ rất lại. Mình tập đi Thảo Lam con. Tập cho chị Út Anh con. Út Anh con. Cái màu hết rồi. Dạ, cái này nè, cái xi màu hết à. Mô ở chắc sẽ XL rồi đó. Ở trong là sẽ XL đó. Thì có cái bỏ cho em cái này, bỏ cho em mấy cái lẻ tẻ để em bán tặng luôn cho nó gọn kho, đại tiệc luôn, đại tiệc xả luôn, lẻ tẻ mình còn sai gì đây ta. Rồi cái này xe 38 trong máy cũng đang mang hết rồi chị ạ. Cái này xe 38 chị em mình đi 36 bằng ok luôn. Đẹp nha, hàng xu, cái này là gọng, này gọng giả, không có gọng đó chị em mình nhá. Quần tập hết rồi chị Hạnh Bùi ơi. Lên luôn chuẩn mã này 38. Tặng nó nhá. 39k luôn nhá. Tặng nó 39k luôn nha. Nha lên chuẩn mã này toàn bộ là hàng hàng cắt laser hết nè. Cắt laser hàng xu hết nhá chị em mình, xu đúc. Cái này tặng nó luôn chị em mình là 39.000. 39.000 luôn. Nguyên còn mỗi size 38. Xe 38 nhé chị nào, đi 36 chị em mình vẫn mang được. Chị em mình mang vô cái phi trong 39.000 luôn. Ngọc Lan trịnh cái, thương em cái. Mang 39.000 luôn đó chị. Còn lại sai. Ngọc Lan trịnh thương Nguyễn. Xe 38 nha chị nào lấy 38 thì lên 38. Cái này chắc là còn 38, mỗi 38 thôi. Còn mỗi 38 thôi, cái này cho Trinh Trinh cái. Cái này 36 rồi. 36 rồi Trinh Trinh ơi. 36 rồi, Trinh Trinh lấy không? Cái 36 đó chị. Này cũng 36 luôn. Trời ơi, 39.000 con áo ngực. Trinh Trinh có lái 36 không? 36 đó Trinh Trinh nghe con lái chốt về. Hai cái này cũng 36 luôn. Trinh Trinh 36 cho Bèo La Văn. Ôi trời, 39.000.
Màu này không phải là đỏ tươi đâu. Màu đỏ đô đô ấy. Đỏ đô đô ấy. Chị nào tranh thủ phát nhé. 38 đây chị. 38 đây nè. 38 cho Trinh Trinh nè chị. Còn 36, 38. Còn 36, 38 mằng liền mấy con đi chị em mình ơi. Còn 38 nữa nè. Rồi 38 có rồi nha. 38 có rồi. Cái này cũng 38 luôn chị nè. Rồi nha. 36, 38. Trinh Trinh có 38 rồi. 38 bị bà già nữa. Mốt của nó mốt vừa phải. Đẹp như thế nào mà muốn bán vậy em mình 39.000 con. Chuẩn giá dọn kho chưa? Chuẩn giá dọn kho chưa? Lên nu 38 luôn. Nu 38 một con tặng 39 canh luôn. Cho nó gọn nha. Nu 38 luôn. Chị nào lấy nu 38 xúc nu 38 luôn dùng đi. Nu 38 toàn bộ là hàng su đúc hết nè. Hàng này chị em mình đi mua người ta bán hàng Thái này người ta bán 120.000 con. Người Thái này người ta bán 120.000 con. Rồi đen xe 38 luôn. Đen xe 38 đây chị em 39.000. Rồi toàn nãy giờ là giá tặng hết đấy. Đây là chị em mình tranh thủ. Nguyên còn lẻ tẻ là xe tặng cho nó gọn thôi. Này mảng viên ít này là Nguyên làm miếng lên hàng mới đó. Lên mã đen xe 38. Hết nu chứ còn đen. Đen 36 cho chị Miên Thảo đổ kìa chị. 36 cho Miên Thảo đổ. Đen này 38 luôn. 38 đen thì thu la một cái. Hòn phúc một cái. Đây cái hai cái. Còn hết. Hòn phúc thứ hai nữa. Hòn phúc thứ hai. Rồi còn đỏ thôi, hết luôn rồi. Còn mấy con màu đỏ thôi chị em mình. Mới còn được vài con màu đỏ thôi. Hết rồi ta. Bảy bút rồi trời. Nguyên đang còn vài con màu đỏ thôi, hết màu đen rồi nhá. 38 với 36. Chị mình tranh thủ mua cái này đi, nó rẻ. Nguyên đi nhập thì không thể nào ra được giá này hết. Chuẩn này giá giòn kho đấy. Nên là chị nào chưa có cái nào thì lên luôn rồi nhá. Còn xe 36 và xe 38. Hết đen với còn đỏ luôn. Còn mỗi 36 và 38 nha. Ai lấy lên luôn dùng Nguyên nhá. Để cho nó gọn, nó sạch mã rồi đấy. Màu đỏ đô mà. Rồi, xong bao này nữa. Tấm luôn cho nó gọn, bỏ vô trong cái chỗ áo ngực rồi. Rồi còn 36 và 38 toàn bộ là hàng su đúc này chị em mình nhìn. Nó thôi dòng rẻ thôi, người ta cũng bán cho vậy em mình được 60.000, 80.000 cái. Mà bán chị em mình 39.000. Chả ai bán được giá này luôn. Từ khi là ngưng sale thôi. Nha, còn 36 với 38 màu đỏ đô. Màu đỏ đô. Rồi nhé, trong này còn cái gì áo ngực nữa. Áo ngực gì, ít gì nữa không? Còn cái này là sắp quần da mộng. 36 cho Ánh Như luôn chị. Đây nè, lặt đấy. Đây, 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 đây. Đó, đó, đó. 38 cho Ánh Như nè. 38 cho Lê Dự luôn. Thực phẩm nhà Dương khách mới à chị ơi. Xem thông tin cho em mà không đủ đâu. Nhưng mà không đủ nhé. Cái dự 38. Thân 36 luôn. 38. 38 cho Lê Dự. 36, 36, 36 cho ai nè. Thực phẩm nhà Dương không có thông tin nghe không chứ. 38 còn không chị? 38 còn không? 36 thôi. 36 cho Bêu La Văn. Bêu La Văn. Bêu La Văn hồi nãy có rồi nha. Thêm đó. Còn một con. Còn một con sai gì? 38. Còn con 36 thôi. Khánh Vy có chưa? Chưa. Thì Khánh Vy cái rồi đấy. Khánh Vy ngắn dài đấy. Vy dài. Hết rồi đúng không? À. Rồi lên cho mã chip xịn. Hàng này là hàng à? Hàng này là hàng bao nhiêu tiền ta? Người ta à? Ừ nè, con này đang bán 5 con mấy rồi nè. 99 nè. Phải không? Chip này là chip 5. Dự có cá rồi. Con rẻ mà không ai bóc à, chết rồi. À, hàng này là đang đi như vậy mình 99.000 5 con. 5 con. Nha, lên mã chip xịn. Chip xịn luôn dùng Nguyên nhé. Chốt chip xịn 99.000 5 con. Hàng này là hàng một gần người ta bán chạy quảng cáo và người ta bán gần 100.000, xong xe xuống là còn 75.000 một con. Nha.
99.000 năm con. Bên đây chị em mình luôn 89.000 luôn. 89.000 năm con nhé. Đây mã chip xịn luôn dùng nguyên. Mã nó qua rồi chị ơi, em sale mà chị em mình khách mới mà lên đơn mà không kèm thông tin là bó tay luôn. Rồi cái nào nguyên còn ít. Cái này chị nào chưa có lên. Chúc mã chip xịn nhá, 89.000 năm con luôn. Đây chị em mình mua thử cái dòng này, tặng giá này giá tặng thôi. Chip xịn 5 con nha chị Bell Lava. Bell Lava 89 luôn đi chị, còn mấy con. Ai chưa mua được cái này thì tranh thủ phát nè. Hôm bữa là tưởng là hết rồi nè. Ok, chiếc xịn cho Lê dự, còn thì bóc hay thôi nữa. Cái này 34, 36 và 38. Chị gõ thêm cho em hai cái nữa chị. Trắng tròn luôn. Gõ thêm cho em hai đơn. Thanh mai cầu thì bóc nha, dê dự thanh mai cầu thì bóc nha. Cẩm thi hồ luôn, còn thì bóc mà hết thôi nhé. Chị nào mà thấy cái này là người ta đang chạy quảng cáo là sale mà sale còn mấy? 75.000 một con. Thanh mai lê dự với anh. Cẩm thi hồ. Cẩm thi hồ. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này, tranh thủ mà mua con này 34, 36 và 8. Xịn cho chị thực phẩm nhà Dương luôn. Thực phẩm nhà Dương. Cái này chị em mình mua thử mà xài nè, mà có về mua mang sướng quá rồi hỏi lại cũng thấy hàng đó. Riêng cái quần này không chị em mình đã mang cái này mắc mông. Mắc mông. Đã lắm. Cái này nguyên đi luôn chị em mình, nguyên một set nè, 34, còn hồi tối là còn 38 luôn không chị? Đây này. Còn cái gì cũng có 34, 36, 38. Cái này 34, 36, 38 nhiều màu lắm. Cái này chị em mình không chọn. Không chọn. Chị tìm cho chị Thúy Nguyễn luôn. Thúy Nguyễn. Cái này chị em mình sẽ không mà. Chọn. Hả? Thúy Nguyễn không giá. Chị mất vừa. Cái này em đi máy gì ta? Em đang sale giá máy. Du, em đang sale giá máy. 49.000 luôn. Không nhớ được. Thật sự là chị em mình mua xong cái sợt ra ở ngoài người ta đang chốt một cặp này bao nhiêu tiền. Người ta đang bán Nguyên thấy là 120.000 đây rồi vô. Đây rồi. Người ta đang bán là 120.000 một phát. Đi chị em 49.000 phát. Giá là giá giọng không? Như bà hành lợi giá dưới này trai. Là không cần quảng cáo đi cho dự bà tám đẹp lắm. Em đó làm đảm bảo luôn, nhận về không sướng thì thôi rồi luôn. Từ chắc nè. Từ chắc luôn. 34, 36, 38 mà đi 49.000. Tê dự 38 nè. Đại Nhã Ca 38 luôn. Nguyên một set nha, một cái áo ngực, một cái quần chip. Nhiều màu nha chị em, mình không chọn màu. Không chọn màu gì hết. Vàng, hồng, xanh. Đại Nhã Ca hả? Đại Nhã Ca. 34 cho Hanh Huỳnh. Nhận mề mà mang không sướng. Quay đầu thiệt. Chắc về chị em chỉ cần sờ chắc thôi. Mức mực mực tựa ở trong ở ngoài luôn. 34 cho Hanh Huỳnh. Không chọn màu nhé. Vàng hồng, nói chung không có màu, không có màu đỏ rồi thôi. Vàng hồng xanh, không chọn màu. 49.000 mà một set phát luôn, vài set để dành vào mắt. Tưởng như là không 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 đẩy nhưng mà cái này nó đẩy ngực nhá. Lấy màu vàng. Thế. Cái gì không lấy màu vàng. Ai? Chị. Ờ, 36 cho chị thực phẩm nhà Dương. Cái mốt nó vừa phải nhưng mà nó đẩy ngực nha chị em ơi. Nè, mốt không dài nhưng mà đẩy ngực. Nha. 38 cho chị, 36 cho thực phẩm nhà Dương kìa. 38 cho chị bà già Nguyễn. Trời ơi, không biết bà nhà Nguyễn có nhận được hàng không đó. Hai bộ 36 cho hàng đà. Bà già Nguyễn. Bà già. Hai cái 36 cho hàng đà. 136 này. Chị em mình chỉ cần nhìn con quần quay cận luôn chị em mình. 236 cho hàng đào. Chị em mình nhìn cái chắc quần là chị em mình sẽ thấy được. Dòng hàng xịn á chị em mình. Này. Mua máy xét mà mang đi dự ơi, đẹp lắm chị nghe. Chắc đã lắm. Mua để dành. Chị em mình có mua để dành. Mà duyên duyên thì bánh 5 xét rồi kìa. Hồi tối bà mo ra được 5 xét. Vừa phải chị ơi, vừa phải. 36 cho hàng bùi luôn chị. Cái này mà chị em mình hai đi 36 mang 34 cũng được, là ôm luôn ấy. Không thấy bỏ của chị Hạnh bùi ra đây chị. Còn chọn màu nữa kìa. Thôi em bán 49.000 rồi. 3 màu. Em bán 49.000 mà chị em mình còn lượng tới lượng lui không bán nữa nhé. Em nói thật sự luôn. Giá này chuẩn giá tặng rồi.
mà chị em mình còn lăng tăng thì thôi đừng chốt những cái mã này nha, bỏ qua đi chị em mình không. Phượng Phan 36 con đó mà còn lăng tăng thì bỏ qua đi, đừng chốt nữa nha, em nói thiệt luôn đấy, chuẩn giá tặng thôi. Ôi cho chị Đặng Nhã Ca đây được con này, đây được con nữa nè, đây con quần nam nữa nè, đây đây rất rất là cái quần nam nữa nè. Lộc Tăng 36 em không chốt đâu chị Kim Kim Loan ơi, không chọn màu, em đã nói từ đầu là giá bán tặng mà chọn màu em không chốt đâu nha, em nói trước mất công lắm. Đây cũng xếp này, xếp như vừa tặng hết hai, đây còn được hai con xúc Âu, còn được hai con xúc Âu à, một con à, hai con xúc Âu để Bích Phương hai cái xe 36 cứ nhận hàng về dùng nguyên đi. Cô Thu có mang được cái này không? Nó trẻ trung đó cô Thu ơi. Bích Phương hay cái 36 hả? Trẻ trung như này cô Thu có mang được không? Chứ không mà lên lọc lại con mệt lắm. Hai set size 36. Cho dụ đủ ba màu đẹp lắm dự, cứ mua hàng thử đi, mua thử con này đi. Bây giờ size gì? 38. 38 đi dự hả? Còn không? Còn. Cho đi dự thêm hai màu. Hồi nãy xúc ao em đi mấy ta? 89. Chị 89 hả? Không có. Hôm bữa giờ ngực không có cái mã này em sale 89 gì. 32B là 34 rồi. Cái này 32B là 34. Dòng hàng xúc ao nha chị em mình ơi. Xếp cho chị Lan Trần. Xếp cho Lan Trần xe 36. Lan Trần xe 36 giùm em chị. Xe 36 34 còn không? Còn. Nhưng mà hồi tối để cho Hà Nguyên mấy xét. Hà Nguyên xay gì? Thấy em 34 đi. À 34 còn. Vậy em 3 cái 3 màu hả? Ờ 34 cho chị Nguyễn Thị Hồi Phương. Xe hết ủng lắm. 34 đi cho Hà Nguyên tiếp rồi đó nè. 78 nha chị Hiền ơi. 34 cho ai? 34 2 xét cho chị Nguyễn Thị Hồi Phương. Nguyễn Thị Hồi Phương. Hồi Phương. Ừ. Hồi Phương. Nha Nguyên. Dạ. Để chị đo mặt nè. Đẹp lắm. Mà đã. Thánh sướng. Thêm một set 38 nữa cho bà già Nguyễn. Rồi nha, lên chung mã này là mã ngực xúc. Ngực nè, ngực xúc Âu. Mã này mã xúc Âu. Sướng đó, cho mỗi người một set nữa đó. Cho thêm một cơm một xác để dùng. Chị sắp hiệp vàng để của mùa sướng quá. Ba giáo da lục tăng. À, chứ ủa bữa tối bình thường chị mặc áo dài không gì ngủ à? Ha. À, 36 lục tăng hả? Hay là nãy lục tăng có rồi. Lấy mã xúc ong đây luôn chị em mình 5 chứng. Lục tăng có rồi, về lục tăng lấy thêm hả? Thế? Lục không. Tăng đã có rồi. Thêm đi, thêm đi. Chờ bớt tháo còn một màu thôi nè, đồng chí Hiền có lấy không nè. Rồi nha, lên luôn những mã này là mã xúc Âu nhé. Nguyên đi luôn chị em mình là 59.000. Hàng nàng 200 mấy một con, chị em mình nhớ luôn dùng Nguyên nhé. 34B là 36. Chị Sĩ Lê lên thông tin, 38 còn không ta? Câu 2 set 38 cho Sĩ Lê. Cái này cũng đi luôn chị em mình, mã này là mã xúc Âu, cái này là bản to. Sĩ Lê, Sĩ Lê gì? Nhưng mà có thông tin bỏ riêng chị em, những khách mới không có thông tin mất công á. Lên thông tin cho em đi rồi chút. Nha, lên mã này là mã xúc Âu. Nha, đi luôn cho em mình là 59.000. 59.000. Dạ. Còn một con, Hà Nguyên con, để còn một con thôi, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Hà Nguyên hả? Ừ, lúc đi sắm giá cao, đi bán giá tặng không. Còn một bán tặng không. Còn một câu. Còn á, từ từ. Xúc Âu chị Trang Lê. Trang Lê. Trang Lê. Sĩ Lê lên địa chỉ trên like luôn dùng Nguyên nhé. Đây 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 đây, cái hàng này quen này. Cái này ở ngoài người ta bán nhiều nè. Giá thường là người ta bán 75-69 nè. Đúng không? Con này hai chị em mình hay mua giá 75-69 nè. Cái này tặng 39.000 luôn đi. Xe 38. Tặng 39 xe 38 nha. Đúng không? Cái mẫn có cái khuy này nè. Xách thông hơi à chị ơi, chị đến lúc lúc chốt đơn rồi chị báo. Hồi làm đơn chị thấy có đủ ba màu, không đủ màu là cho lấy dự nha. Lên mã này là mã 38. 39k. Ở ngoài bì nên để 34 thôi, trong 38 đó chị em mình nhé. Đấy, để nhận hàng về kêu sao mà gửi áo ngực sao 34. 38. Ok chị Sĩ Lê.
lên bộ ngố Thái à, 40 mấy view sao lên nổi. Phát lại thêm like nữa nhá, chào em xíu, chào chồng em xíu, chào em xíu. Ok, lên ngố Thái chào em xíu. Ui cái này cho chị, cái hồi nãy cho chị Ngọc Lan Trịnh, cái chip xịn hồi nãy cho chị Phượng Phan, còn thì em bóc nhé. Thì Huyền coi trong đó còn chip xịn không, chip mặn đi 99.000 năm con, 39.000 cho Nguyên. Cái này khóa của nó là khóa trước này. Ui cái này phát đi chị em mình ơi. Phượng Phan. Cái này xe 34 thôi. Từ chờ. 34. Ui trời ơi. 34. Ai không phát Nguyên phát luôn á nghe. Nhường cho khách trước ấy. Này. Này. Cái nó gần giữa đúng không? Giữa nhưng mà 34. 34 thôi. Lên mã 34, 69, à lộn, 49.000 luôn. Hàng này hàng Nguyên có sale, cũng sale 69.000 đấy. Ngẫu hứng sale 49.000. Không, cái này cả một cặp 34 và 49.000. Đặng Yến Ly, trời ơi, giá này xả hồn luôn. Cho Đặng Yến Ly. Thấy không, thấy cái quần đã xịn chưa? 49.000. Ôi trời ơi, đi 49.000. Chiên. Đặng Yến Ly này cũng xét xe 34. 34 màu này một kem. 34 một kem. Bắt trước đây nè. Mốt vừa phải nha chị em mình ơi. Mốt vừa phải nhá. Không có. Em hết rồi em tặng luôn cho nó gọn. Chị em mình biết nãy giờ là em đi cái line này em lỗ bao nhiêu tiền không? Nhăn mặt xe máy. Nàng còn lẻ tẻ. Nàng còn lẻ tẻ. Kem nè, kem cho Minh MT nè. Kem cho Minh MT nè. Còn cái này không? Kem cho Minh MT. Coi còn cái chip xịn đó không Huyền? À đây còn cái này nè. Hồi nãy cái này em sale mấy trời? Xe 34. Xe 34, còn từng nước xếp rồi đó à? Chịp này dân riêng. Còn không để lên like. Nằm cả chứ mấy. Thế đâu đủ ngực. Còn chip chi trong đó không, cho ra luôn đi. Còn chip chip gì đó. Su găng á chị Huyền ơi. Su găng gì 36 không Nguyên đi luôn chị em. Su găng ấy. Xe 34 này 39.000 luôn. Chị nào lấy đen 34. Đen 34 39.000. Cái này mốt dài nha chị em mình. Này mà con Nguyên nó bán cho chị em mình là 39.000 con. Sợ chưa? Rẻ sợ luôn rồi đó. Lên 34 nhé, chị nào lấy 34, lên 34. 34 được sao sao. 34. Ngực cố gì sao cả luôn. Cái này còn cả đi chị em mình 29.000. 29.000. Lên mã sọc 29. Thì mặt hai máy. Sọc 29 có cả, chị nào lấy sọc 29. Đây. Đây. Này cầm đi luôn. Đây. Tự nhiên nó mua cái nó về để thêm đứa làm gì? Để làm gì? Chứ đụng chứ phải là đi ngủ không mang về là mặc áo ngực không đâu. Mày. Xe 38. Đủ màu rồi. Xe 38. Cái này là hàng người ta bán một cặp là 150 là giá sale vậy mà nó. Thằng nó luôn chị em là 58.000 luôn. Xe 38. 58 là mấy? 58 cho 60 là có 120.000. 120.000 một cặp đó. Rồi xe 38 thôi. Lên mã này là mã lỗ đi. 58.000. Thấy không? Cái này chị em mình chắc là ở ngoài người ta chạy cái này nhiều rồi nè. Còn 150.000. Có đợt sale, có chỗ nó sale chị em 145.000. Hàng này thường chạy chị em 125.000 cặp. 50.000 luôn đi. Còn xe 38 còn được 3 con. Ai nhanh có nhé. Này quá sướng luôn. Sọc 29 kìa. Sọc 29 cho chị thực phẩm nhà Dương. Thực phẩm nhà Dương. Cái này 38 thôi. Lỗ 38 50k luôn. Cho chị Phương Nguyễn nhiều người cái. Xe 38 hết nhé. Đúng không? Cái này cũng mới vừa bán xong chứ mấy. Đâu có lâu đâu. Phương Nguyễn nhiều người. Phương Nguyễn nhiều người. Làm em bán 50k luôn. Còn 2 con. 50k luôn. 38 thôi. Chị cũng lẻ tẻ qua mẫu luôn cho anh rồi chứ làm gì được. 50k luôn ấy. Ai không mua hơi bị phí đó.
cái ngực con này là ngực chi ta? Cái này cũng nguyên phép tài lẻ không ta? Tàn cái này nè. Tàn cái này xay nhí thôi nè. Ô lộ. Lỗ 38 kìa chị. Lỗ 38. Lỗ 38 thì trang lên. Trang lên hai cái nữa là hết. Hai cái nữa là hết. Hết lỗ 38 nha. Cái này còn size nhỏ nhỏ thôi. Cái này mốt mỏng thôi nhé chị em mình không chọn màu. Còn của size 34 cái này mốt mỏng nha. Lưu ý luôn, dùng nguyên vải này chị em mình không chọn màu. Mốt mỏng này chị em mình dành cho những chị nào ngực to, hoặc là những chị nào cho con bú, hoặc là chị em mình mang ở nhà cho nó nhẹ. Tặng nót nha. Toàn bộ cái này mốt mỏng nhưng mà hàng su xịn hết chị em mình. Hàng su xịn hết. Size 34. Ủa cái này 38. Cái này hình như cọc lộn xộn sâu hay sai à. 38 hết luôn, lại tưởng 34. Lên mã này là mã mỏng đi. Size 38 chị em mình ơi. 38, 34, không có 36 này. 38 và 34. Lên mã ngực mỏng đi nha. Tặng nót luôn. Đây này chị nào đấy, trời ơi. Giờ hỏi áo ngực size 38 bao nhiêu ký mặc vừa thì Nguyên không biết trả lời đâu á. Cái gì chứ áo ngực mình mang thường xuyên rồi, mang size gì mà không biết mang size gì nữa thì thường chả biết. Còn bộ đồ bộ không chị chọn? Đồ bộ có bộ lụa. À xíu lên cho chị em mình bộ lửng. View lên xíu nữa đi. Còn lên chị em mình bộ lửng thái. Lửng thái. Lên luôn, dùng nguyên các kiểu luôn. Còn bộ cái này là ngực mỏng thôi chị em mình nhá. Dành thứ nhất chị em mình nào ngực to, chị em mình mặc nhà. Đấy, hoặc là chị em mình mới sinh xong. Mang nhẹ nhẹ thôi. Mang còn size 34 và 38. Tặng nót luôn nhé. 35k. Tặng ngực 35 luôn nha. Nhưng mà 4 và 38 thôi, không có size 36 chị em mình đâu. 34 và 38 không có size 36 nhé. Lên mã mỏng 35.000. Tặng mỏng 35.000, tin nổi không trời. Toàn bộ là su đốc ấy, nhưng mà cái mốt của nó là mốt mỏng không dài chị em mình đâu. Nha, lên chung mã mỏng 35.000. Trời ơi. Mỏng 35.000. Phát luôn cả chục mà để dành mà mang. Em nói thật sự luôn ấy. Mang cũ cũ làm gì trong khi nguyên sale rẻ như thế này. Mỏng này chị chốt mỏng giùm em. Mỏng nè. Mỏng. Chị nào lấy mỏng lên mỏng giùm Nguyên. Đây đây đây. Đằng này cái mỏng. Đây em in đây chị bỏ nè. Có máy tả. Mỏng nhá. Mỏng. 34 nè. Cho Hanh Huỳnh nè. Không có 36. 38 em in ra. 38 cho Hoàng Phúc. Mỏng cho Thu Hiền. 38 cho bà già Nguyễn. 38 cho Ngọc Loan Lan Trịnh. Trời ơi, mỏng chị Ngọc Lan Trịnh có rồi. Hai mỏng size 38 cho chị bà già Nguyễn. Trời ok. Ngọc Lan Trịnh có rồi. 35.000 cái áo ngực, chị em mình nghĩ ra không thôi. Cái chuẩn giá tặng. Bốn sách đây nè. Ở dưới này như là còn bờ ra thôi. Bốn sách đây nè. Bốn sách gì? Mỏng ngực mà lại size 35 nữa rồi. Ai mang ngực size 35 thế? Hoa Nguyễn một cặp. Hoa Nguyễn không có số điện thoại, không chốt đơn, không bà có thông tin. Nguyễn size gì vậy? 38. Chị ơi, chị Hoa Nguyễn không có thông tin nha, không chốt đơn nha. Lên thông tin cho em đi đã. Rồi nhá, lên mãi chip ô. Sĩ Lê hai cái 38 có rồi. 8 thì được chứ nghe 35 em chả biết là chút cái gì luôn. Cái này còn lộn xộn trong nó bỏ chung hết vô bao đó. Lên mã này là mã chip ô. Chip ô nha. Chuẩn nè, chuẩn hàng này là hàng 85.000, người ta đang bán 5 con. Lên mã chip ô nha. Đây luôn chị em mà 59k, có mấy set chị? 4 set thôi. 59k luôn. Lên mã ô dùng Nguyên nhé. 59.000. 5 con, hàng này toàn là hàng kháng khuẩn size 65 cái chị em vẫn mang được. Nha, lên chung mã ô giúp Nguyên. Ô nhá. Ô 59.000, 5 con, 4 set thôi. Có chị Hoàng Phúc á, Hoàng Phúc có rồi. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã ô. 59.000, 5 con. Hai cái size 38 chị Thoa Nguyễn giùm em. 38 cho Thoa Nguyễn giùm. Ô cho chị Ngọc Quyên set. Có 5 set à? Ngọc Quyên 1 set.
Ok, chờ em xíu. Ngọc Quyên set. Nguyễn Thị Hoài Phương một set. Nguyễn Thị Hoài Phương lên lại số điện thoại giùm Nguyên. Nguyễn Thị Hoài Phương lên lại số điện thoại nhé. Còn hai đúng không? Nguyễn Thị Hoài Phương hả? Bỏ riêng ra để lên số điện thoại đó. Cho Nana này. Nana Thu Phương Hoàng. Nana bao nhiêu tiền đó? 59.000. Thu Phương Hoàng đó là hết. Lên thông tin cho em đi chị ơi. Lên số điện thoại đi, không có số điện thoại là bó tay luôn. Rồi nha, lên luôn chân mã này là mã su xịn. Cái này cũng ít like lắm này. Còn lại tả rất rất lại này là biến like đây. Ô em hết luôn rồi. Con này thôi. Mang con này là gọi là mắt mông. Mình ưa cái màu vàng, cái này không có màu vàng. Cái màu vàng mở ra con màu vàng. Lên luôn những mã này là mã su xịn. Nha, chip su xịn, cái này cũng đi luôn trẻ mình combo 5. 95.000 năm con. 55 đổ về chị em chút đẹp. Su xịn nhá. Lên mã này su xịn mang con này thôi mắt mông này. Đã lắm luôn, chắc đã luôn vậy em nói. Nha chị em mình nhìn cái phần lót này chị em mình biết hàng xịn này. Lên mã này là mã su xịn nhá. Su xịn 95.000 và 5 con. Nha chốt mã su xịn luôn dù nguyên. 95 cái này còn ít thôi, mỗi cái nó bọc trong một cái túi zip như thế nào. Xịn sò lắm, tả lắm. 55 đổ về thôi, không có xe bự như chị em mình đâu. Nha chị nào thích cái này lên chung mã su xịn 95.000, 5 con đó. Nha chốt mã 95 luôn dù nguyên. Có mấy set thôi. Còn được vài set, cái chip này còn lẻ tẻ vì không có hàng. Nó ra được đúng một đợt hàng tới giờ luôn vậy mà. Nạn còn lẻ tẻ vài set thôi. Nha, đêm nó luôn vậy mà 95.000. 5 cái, cái này có màu vàng này. Nha chị nào lấy mã này lên mã su xịn. 95.000. 5 em. 5 cái. Lên chị em ít ngố thái à. Cái này hồi nãy bỏ cho chị nào quên mất tiêu ta. Chị gì đấy? Đàn Nhã Ca. À, Đàn Nhã Ca. Thế như chị hồi nãy chị nói 5 cái được 2, 3 cái. Lại tệ. Rồi ai lấy chip xịn lên chip xịn luôn dùng nguyên nhá. Rồi qua mã nha chị em mình nha. Qua mã thì lên xíu tương tác đi. Đừng lên chị em mình bộ ngố thái. Tương tác lên đi đi chị em mình bộ ngố thái. Ngố thái quần rồi. Quần màu đen rồi. Nãy anh hỏi quần màu đen đúng không? Ngố thái quần màu đen. Quần màu đen. Màu đen thì có những cái mảnh lon. Rồi lên cho em bộ ngố thái. Tu xịn đi, trang lê kính một cái chị. Trang lê kính một xác. Cái từ mấy cái? 95 cái, 5 cái. 5 cái thôi. Trang lê kính tôi mới nhớ là trang thì kính 95. Ô em hết rồi chị ơi, chưa xả cái đơn của chị nữa. Ô em hết nha. Rồi bộ ngố thái. Ngố thái, ngố thái, ngố thái. Đi luôn cho chị em mình là giá nè. Lên mã tặng ngố thái cho Nguyên nhé. 60-62. 60-62, mang ok. Nha, lên mã ngố thái 89.000. Đây nè, còn tầm khoảng 50 bộ nữa là hết rồi. Chứ không có nhiều cái này không có hàng về nữa. Riêng cái bộ ngố thái này sẽ không có hàng về nữa. Nguyên đi chị em là 89.000. Chị em mình để ý hàng ngố thái là hàng đi sỉ vô 120-125.000 một xác. Đó. Nguyên đi luôn chị em là 89.000. Xây 60 đổ về chị em chút đẹp. Cái này chữ theo hết. Chúc lên chung mã này là mã chữ xanh. Comment lên mã chữ xanh giúp Nguyên nhé. Chữ xanh. Nguyên đi luôn cho chị em mình là 89.000 nhé. Chị nào lấy mã này lên mã chữ xanh theo xanh đó. 89.000 một em. Ai lấy theo xanh lên theo xanh giúp Nguyên nha. Theo xanh, theo xanh, theo xanh. 89.000 một em. Theo xanh cho Thu Lê. Chín nha. Rồi ok, chị nào lấy ngố theo xanh. Vừa chị Nguyễn Thơ ơi, vừa nhé. Vừa nha. 89.000. Đây, chung thủy một theo xanh. Chung thủy một xanh. Rồi nhé, một kem.
màu kem lẫn nhá, màu này đẹp, màu nu nu ấy. Màu nu nu nha, lên chung mã nu đẹp lắm, đẹp lắm, tới 60 đổ về là chốt đẹp nữa. Rồi nhá, lên chung mã nu, nu này có một thôi, chốt chuẩn giùm em nha chị ơi, xanh hết rồi, xanh hết rồi, lên nu dùng nguyên nhé chị em mình, chốt chuẩn nhá, cái nào có là nguyên đọc tên hết chị em mình, có chốt xong cái đến lúc lọc ra, lọc ra. Lên mã này là mã nu hết xanh nhé. Chốt nu dùng nguyên nhá, chị nào lấy nu lên nu dùng nguyên nha. Comment lên nu, đây đặt màu rồi chị em mình đây. Còn màu xanh ngọc được hai. Ôi màu xanh này đẹp. Xanh đẹp này được có xét lên. Màu xanh này lạ lạ đó. Chị nào lấy nu dùng nguyên nhá. Size 60 đổ về chị em chốt ok. Bộ này dài cộm luôn. Bộ này dài cộm chị em mình nhìn chắc kéo rồi chị em mình xem. Lên màu lạ dùng nguyên nhá. Màu lạ này có một bộ thôi. Màu xanh lạ lạ đó, có một bộ màu xanh lạ thôi, nu em hết rồi chị Lộc Tân. Lên mã xanh lạ dùng đi, xanh đẹp vào cái phồng phồng lên trước này, phồng phồng lên đầu tiên. Lên mã tím, tím màu lạ em hết đó. Lạ em hết, tím nguyên có hai, chị nào lấy tím lên tím luôn dùng nguyên đó, nguyên đi luôn chị em mà là 89.000 nhá, 89.000. Dư một cái để chốt luôn cho chị đơn, chị Hồng Phụng chị chốt lại nữa. Chị Thu Lê cũng chốt chuẩn nha, à, chị Nguyễn Thơ cũng chốt chuẩn nha. Mình chốt xong rồi hỏi ngược lại nữa. Tiếng với chị Hồng Phụng 2. Quần lửng nha chị ơi. Hồng Phụng 2. Hồng Phụng 2 bộ lửng. Riêng cái này á, chị em mình mang mùa nắng mùa mưa gì cũng được, rất là tiện. Xanh ngọc có 2. Xanh ngọc có 2. Chị nào lấy mã này là mã xanh ngọc giúp Nguyên đó. Comment lên xanh ngọc luôn dùng nguyên giá đi luôn, chị em là 89.000 xanh ngọc. Xanh nha, chị nào lấy xanh lên xanh luôn dùng nguyên. Lại em hết rồi chị thực phẩm này Dương ơi. Nhà lên luôn chung mã này mã xanh, xanh này có 2 thôi. Toàn bộ phong quần của nó là phong quần lửng. Đây, đây này chị em mình nhìn này. Nhưng mà được cái là nó giảm vô tư thoải mái luôn. Này. Đây là nguyên chốt 60, vì khách nhà nguyên 62 cái bạn mang được. Nhà chốt đến 60 nhá. Chị nào, cái này là mang quần của nó sẽ là hơm ôm xíu. Chứ không phải là quần rộng ra đâu. Chốt lên luôn chung mã xanh này, xanh có 2 thôi. Đây là chị em 89.000 rẻ, bộ thun thái mà giá này rất là rẻ luôn. Thái lửng mà 89.000 nhá. Chiều chiều em làm, chiều em chốt luôn cái đơn cũ. Bộ lụa không có sai gì Bích Phương á, lụa là không có sai. Màu này là màu gì ta, màu này cũng lại là màu xám xám mà. Lên xám luôn dùng nguyên, đẹp chưa. Chốt lên mã này là mã chữ xám. Chứ chị, bộ trai chị bộ như đứa màu chi túi á. Màu túi túi là màu chi cỡ. Màu này túi rồi. Dạ, phải lên được. Màu chi nữa túi. Rồi nha, lên cho mã lạ, chị nào lấy lạ 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 màu xám xám ấy. 89.000 sáng, chị nào lấy 89 lên lên nhìn nha. Đây còn một bộ sáng. Rồi màu đỏ nữa là hết mà. Đỏ nữa hết. Không chị Hà Tài sao không có chị Hà Tài ơi. Hà Tài lúc nãy là sao không có nha. Sáng là hết rồi Trinh Trinh ơi. Hết rồi nha, hết sáng rồi. Cho em cái cọc khác đi chị. Cốc lại đây chứ không chỉ em đi lái gì khác gì trời. Lạ hết rồi nha, lên đỏ luôn dùng nguyên. Chị nào lấy đỏ. Lạ nè. Lại đỏ nhá, còn đỏ thôi. Chị nào lấy đỏ lên đỏ dùng nguyên nhé. Đỏ đẹp. Chắc này. Chắc này chị em mình. Còn là thun thái hết. Nha chị nào lấy cái này lên luôn giúp nguyên mã này là mã đỏ. Đỏ 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 89.000 đỏ. 89.000 đỏ nhá. Hết sáng. Rồi có chữ khác nếu như mà chị em mình lấy màu. Sáng hết rồi nhá. Chị nào lấy đỏ lên đỏ luôn dùng nguyên. Nguyên đây luôn chị em mà 89.000 đỏ. Đỏ 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 có 3 đỏ, chị nào lấy đỏ lên đỏ. Màu xám chữ này chữ khác chứ. Chữ khác chứ dễ mà nó. Cỡ cho gì thực phẩm nhà Dương. Thực phẩm nhà Dương. Đây. Nhá chị nào lấy cái này lên màu đỏ cho chị Hà Tài. Đỏ cho Hà Tài. Đây xám này chữ này chữ khác nhé, xám có 2 này. Phát vài bộ để dành mà mang, mang từ mùa này qua mùa sau luôn, qua mùa nắng luôn. Đấy, lên luôn dùng nguyên cái này, 89.000 nhé. Ai lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã chữ sáng. Chốt mã chữ sáng Nguyên có 2 nhé, 89 view ít quá. View ít quá, Nguyên sẽ phát thêm một cái like nhẹ nhẹ nữa nhé. Chờ em xíu nhé. Cái điện thoại Dương Dương hay cầm ra là hè. Chờ em đi, em lên cái like nữa nè. Phát thêm like nhẹ nhẹ nữa. Chết bắt đầu rồi.
sám cho Hà Tài. Hoa đòn, hoa đòn. Chị Ngân là chưa gửi file Ngân thì Hà Tài và hoa đòn. 3 giờ rồi. Phát thêm mà 3 giờ mất tiêu rồi. Chữ sám em hết, còn chữ màu khác chia sẻ lên phát cho chị em mình thôi. Để ráng lên xíu nữa chứ chiêu ít quá làm bị. Chữ hồ kem này có một cái thôi. Chữ kem, chữ đỏ gì sĩ lê vậy? Chữ đỏ là nãy sĩ lê. Lên mã chữ kem luôn rồi. Chữ màu kem có một cái tên sĩ lê. Sĩ lê không giấu rồi. Lên mã chữ kem. Từ từ chờ một xíu cho chị em mình thôi. Đi nha. Rồi ai lấy kem không? Có tình yêu nào kem cho chị thực phẩm nhà Dương, kem cho thực phẩm nhà Dương, thực phẩm nhà Dương. Đây mã chữ hồng chứ chị. Chữ hồng đang có một, chữ hồng nguyên đang có một nhá. Chị nào lấy chữ hồng lên chữ hồng luôn vậy nha. Chữ hồng nguyên đang có một nha, đi luôn cho dễ mình là giá 89.000 chữ hồng nhé. Chị nào lấy chữ hồng lên chữ hồng. Bái em đang mang nè, mang sắp rách rồi đây, mang lâu lắm rồi. Hôm bữa bái vậy em 49 gì đó. Chữ hồng này đẹp nè, phải sướng lắm vậy em. Đang kéo vậy em xem. Đó, lên mã chữ hồng, có một chữ hồng thôi. Ai lấy chữ hồng lên chữ hồng luôn dùng đi nhá. 89.000 chữ hồng, bộ ngũ thái nha, chữ hồng, bảo vô bì dùng em. Chữ hồng, chữ đỏ, chữ đỏ, chữ vàng. Rồi ok, hết chữ rồi đó. Hết mã chữ rồi đó, chữ hồng, chữ đỏ. À quên, chữ hồng, chữ đỏ, chữ vàng. Còn ba mà nữa thôi. Đây Thái là còn nó đằng sau mấy bộ nữa thôi là hết rồi đó. Nha, chị nào lấy cái này lên mã chữ vàng luôn dùng nguyên giá đi luôn chị em là 89.000 nữa. Ai lấy mã này mã chữ vàng luôn dùng nguyên. Chữ vàng 89, có bộ lon này đẹp. Lên nó luôn. Lon là quần màu đen. Bộ lon màu đẹp, màu hồng đẹp thế chị em chốt màu hồng đi. Lon này còn có bộ này. Lon này còn một bộ duy nhất. À lon này lon quần dài rồi. Lon quần dài nhé, đi luôn cho chị em mình luôn, bàn giá luôn. Bộ lon này là quần dài nhé, cũng là bộ trung thái. Lên mã lon 89.000 luôn nhé. Lon này quần dài như vậy em mà nó có được bộ sót bộ lọn vô thôi. Nha, lên mã lon dùng nguyên. Ai lấy lon chút lon nha. Rồi nha, cái này là toàn bộ chữ của nó là đen. Lon cho thanh hồng. Lon thanh hồng. Bằng giá lẫn luôn. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái mã này. Comment mã này là mã chữ. Cái này là quần đen đây nè, xinh xinh nè. Mã này có quần đen nè, xinh xinh nè. Quần đen ôm nhé. Đấy, chốt lên luôn dùng mã này là mã chữ đi. Chữ K. Comment lên mã này mã chữ K. Xây 60 như vậy mà nói. Xây 60 nhá. Con to như vậy mà nói. 60-62 đổ về thì chị em chú ok nhá. Chốt lên luôn dùng mã này là mã chữ K. 89 chữ K. 89 chữ K nhé. Chị nào lấy chữ K lên chữ K lên dùng nguyên. Size 60-62 đổ về là chị em chốt đẹp. Nhớ luôn dùng nguyên cái hàng này, hàng phôn rộng nha. Áo phôn rộng. Bộ ngố áo phôn rộng, đừng có vẻ kêu là nó rộng quá. Mệt lắm. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã chữ K. Chữ K đây luôn chị em là giá 89.000 nha. Chị nào lấy chữ K lên chữ kem đi. Chữ kem, chữ kem, chữ kem. 89.000 em. Rồi qua đi chị em mình nhé. Qua hề, chứ còn mà lên lại buồn ý lắm. Cô
confirm, confirm hết đấy chị Trung Thủy ơi. Cùng một form ấy, Hiền Hiền rút cho nguyên cái đống chỗ nó cầu thang ngay cái gì đang đen đen quần quần lãng nó cao bán tặng đi. Cái đống đó rồi nha. Ngay cầu thang thấy kìa. Có một cái quần hộp lát ghi được kìa. Đâu? Đâu? Đâu cho nó bỏ xuống bán tặng. Cho nó gọn cái chỗ nó lên. Cái này như của ai á, tự cam cho Trung Trinh. Chân chân chị ca. Như cái kỹ không biết là sai gì. Cái chị thực phẩm nhà Dương bộ này còn không chị? Đây bộ nha đúng. Bộ đằng sau là 129.000 nha. Thực phẩm nhà Dương. Cái này dành cho những chị em mình 50 đổ về thôi này. Quần legging nhá, dưới 50 chị em mình chút đẹp. Quần legging hộp, này đi chị em mình 45.000 nó luôn. Còn con cuối cùng 45.000. Hàng này thường muốn chạy hàng 79.000. Muốn sale 79.000. Nha, rồi lên phương mã legging hộp. Size này chị em mình dưới 50 thôi nha, để luôn Kiều Nguyên. Con này tặng 45. Nha, chị nào lấy cái mã này lên mã legging hộp. Tặng 45 luôn Kiều Nguyên á, đây cho nó gọn đấy. Con cuối cùng phát lại. Tặng 45.000 nha. Nó cọc này cọc đi. Quần lụa này chưa cho ai, quần lụa này chưa cho Hiếu Dương. Hiếu Dương nhận quần lụa này nè. Như chị Bích Phương này có đơn gì ta? Con này dạng cũng quần u mì này. Hàng giả nhé, size 45. Size 45 thôi. Size 45 đổ về thôi. Có nhé chị Ngọc Lan Trịnh. Có chứ em lên này. Chị Lạc là đấy, cho lên lại. Cho lên lại hồi đầu lai em tặng 5 tháng. Không, không có Lạc, hai xếp ạ. Trong một xếp ở đây, tụi mình hai xếp. Ai đó? Lê Phượng nhà, thằng nhà. Lấy ghi hộp hết rồi. Cái này size 45 đổ về thôi. Tặng nó con này 39.000 luôn đi. U mì nhé, dòng u mì. Này còn lẻ tẻ thôi để cầu thang giữa giờ. Tặng xả luôn cho nó gọn. U mì này toàn size nhỏ thôi. Cái này cho bé được. Con này cho bé được. Tặng 29.000 đi. Cái này cho bé được. Con này 35 đổ về. Tặng 29.000 đi. Tặng 29.000 đi. 35 đổ về thôi dễ mà nhé. Tặng 29.000 cái này toàn cho bé thôi. Đang 45 hết rồi. Đang 45 đây nhỉ. Chút rồi mà. Cái em đặt cho ai đâu? Con không trời. Cho chị Bích Phương. Bích Phương. 39 cho chị Cẩm Thi Hồ. Cẩm Thi Hồ. Rồi ok, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Ba mươi chín k cái này còn toàn size xíu xíu thôi này, toàn size xíu xíu cho bé thôi, tầm dưới 40 là chút đẹp tặng nó luôn. 29.000, 29.000 đi, còn mấy cái size xíu xíu, bỏ cho nó gọn. Quần giãn chéo, cái này quần giãn chéo nhé, tặng nó 39.000 luôn, chưa bao giờ có giá này luôn ấy. Size này dành cho những trẻ mà 55 độ về. Cái này chị em mình thích thì ấy, còn không thì gỡ ra, thả cái xích này ra cũng được chứ. 39.000 giãn chéo. Chị nào lấy giãn chéo, chút giãn chéo đi dùng 39. Có cả đâu. Giãn chéo 39 có cả. Cho em một mã bộ lụa nữa thôi rồi nha. Hấp đi à? Hấp đi này đi chị em 65.000. Xe 57 đổ về. 65.000 nhé. Toàn bộ dòng Mỹ Tàu như vậy mà đẹp lắm luôn con này. 65.000 nát luôn. Lên mã mũ. Ta chính cái gì đặng nhạc ca. Đặng nhạc ca. Bao nhiêu tiền? Lên mã 65. Mũ 65 dùng nguyên nhá. Size 55. Này size XL luôn. 55-57kg. Lên mã này là mã mũ 65 ca luôn. Nha chị nào lấy mũ 65. Lên mũ 65 giúp Ngân nhá. Mũ 65. Thôi Ngân đi trẻ mình nè. Thôi Ngân nhắc hai mấy view. Mấy bữa nay like gọi là cố gắng lắm rồi đấy. Phát nha, hàng chị em mình tối nhé. Ngưng nha chị em mình nha. Cái ba chị em mình bộ lụa còn bao nhiêu tối lên sao. Cái ba chị em mình luôn nha.